Rồi các bạn kiểm tra lại đã thấy các cái like chưa ha? Và mà di chuyển chưa ha? Dạ linh một thấy rồi thầy ơi. Linh 2, linh 3 thấy hết rồi chưa các bạn? Vậy chúng ta bắt đầu ha. Thì phần hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn để hết luôn cái khái niệm về thuốc, hai cái các dạng thuốc và các đường cho thuốc. Thì nó sẽ nằm và các cái cách cho thuốc thì nó sẽ nằm ở trong cái phần dược lý lâm sàng ở xong học phần sau các bạn sẽ học nó chi tiết hơn ra thành các bài và chúng ta có thực tập luôn các cái cách cho thuốc nữa. Thì nhưng ở đây thì để đi vô cái các cái chuyên đề về dược lý thì chúng ta sẽ làm quen các khái niệm nha các bạn, nên tôi sẽ nói nhanh phần này. Giờ thì chúng ta đều biết các cái dạng thuốc là mục đích họ là để trình bày một cái hình thức đặc biệt của một cái dược chất để cho một cái mục đích điều trị nào đó. Tuy nhiên người ta cũng chú ý một điều là khi một cái hoạt chất được trình bày ở các cái dạng thuốc khác nhau thì nó có thể sẽ làm cho thay đổi đi, thậm chí có thể biến đổi đi cả các tác dụng dược lý nữa. Thì nhắc hôm trước các bạn nhớ rồi ha, một cái dạng thuốc thì nó bao hàm một cái hoạt chất với một cái hàm lượng là bao nhiêu đó hoặc cái nồng độ là bao nhiêu đó, và nó trình bày ở một cái dạng bào chế và với một cái dạng dùng, và nó được đóng gói để đặt một cái tên lưu thông trên thị trường thì ta gọi đó là một cái dạng thuốc. Và mỗi một dạng thuốc nó sẽ có những cái tên biệt dược để đặc trưng cho nó do mỗi cái công ty sản xuất khác nhau nó làm ra. Nên một cái hoạt chất nó có thể được trình bày ở một cái dạng bào chế, và một cái dạng bào chế của một cái hoạt chất thì có thể có rất nhiều dạng dùng, nhưng cũng có thể một cái dạng dùng cũng có thể có nhiều cái dạng bào chế. Nên các bạn phải chú ý những phần đó để khi chúng ta phải thay thế thuốc trong điều trị đó thì chúng ta lưu ý. Về phân chia thì trước hết chúng ta phải hiểu những cái dạng thuốc là như tôi nói là nó tạo thuận lợi nhất cho cái người sử dụng. Cho nên là mỗi một cái dạng thuốc nó có đưa thuốc vào nhằm một cái mục đích khác nhau. Ví dụ trong trường hợp này thì các bạn thấy họ lan truyền với nhau và họ chỉ một cái mẹo bằng cách là hòa cái viên paracetamol vô trong nước ấm rồi lau nách, lau háng, lau cổ 10 phút sau thì hạ nhiệt. Cái này tôi cũng thấy lạ lắm hết các bạn. Các bạn có tin nổi không? Nên là cái dạng viên uống này là để dùng để uống, nó hấp thu qua niêm mạc đường tiêu hóa vô máu, làm gì mà nó hấp thu qua da ở nách, ở háng, ở cổ mà nó lại có thể hạ sốt? Thì tôi nghĩ cái này hạ sốt là do lau nước, lau nước thì bé nó cũng hạ sốt. Đó là một cái buồn cười các bạn, để chúng ta chú ý. Thông thường thì người ta có thể phân chia về với nhiều cái khía cạnh khác nhau, cũng cứ nhắc đi nhắc lại hoài các bạn ha. Khi chúng ta đọc học một cái chuyên đề hoặc một cái phần chuyên môn nào đó thì căn cứ vào cái góc nhìn của người ta mà người ta sẽ chia thành phân loại thành nhiều cái khác nhau, cái cách phân loại để làm sao cho người ta dễ chuyển tải cái nội dung mà người ta muốn nói đến. Cho nên là các bạn cũng có thể đọc rất nhiều các cái tài liệu về các cái cách phân chia các dạng thuốc khác nhau ở mỗi cái góc nhìn khác nhau. Ví dụ ở phía bào chế họ có thể phân theo thể chất giống vậy, đó là có chúng ta có thuốc rắn, có thuốc lỏng hay thuốc mềm hoặc thuốc khí, nhưng dạng khí. Còn đối với các cái thuốc mà của chúng ta sử dụng thì thường người ta lại thích phân theo cái đường cho thuốc để khi nói đến nó thì chúng ta sẽ dòm biết ngay đến cái cách sử dụng liền. Ví dụ thuốc uống, rồi trong thuốc uống họ sẽ phân ra có cái thuốc lỏng để uống nhưng cũng có cái thuốc rắn để uống, đúng không? Còn sau đó chúng ta có thuốc tiêm để chỉ ngay cái cách đưa thuốc vô cơ thể, chúng ta có thuốc nhỏ mắt, chúng ta có thuốc dùng ngoài, và đương nhiên để chỉ để nhỏ mắt để dùng ngoài, hoặc là chúng ta sẽ có thuốc đặc, hoặc là chúng ta có thuốc khi dùng. Thì các bạn sẽ thấy là mỗi một cái đường cho thuốc giống như vậy đó thì được phân loại theo các dạng thuốc, được phân loại theo đường cho thuốc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì dù muốn dù không gì thì chúng ta cũng phải làm quen với một số các cái từ chuyên môn. Thì tôi cũng không có biết là cái phần về ngoại ngữ chuyên ngành đó các bạn học thì họ giới thiệu có các dạng thuốc hay không. Thì ở đây tôi chỉ cung cấp thêm và các bạn cứ lên mạng các bạn gõ thì nó đều có những cái tóm tắt giống như vậy hết. Để đôi khi chúng ta cũng phải đọc một cái tài liệu nước ngoài chẳng hạn nhé, mình hoặc là những cái tài liệu mà đôi khi họ lại không thích dùng từ Việt Nam.
họ lại dùng từ nước ngoài, thì chúng ta cũng biết nó đang nói cái gì trong một số các cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đó các bạn. Thì ví dụ như là các bạn trong cái phần các dạng thuốc này thì nữa, các bạn sẽ học trong cái phần dược lý lâm sàng ở khúc sau có một cái sự khác biệt giữa cái bát, tức là cái bột nhão này, với cái này, tức là cái thuốc mỡ của mình, thì nó sẽ có một cái sự phân phân biệt, và chúng ta lại có gel, chúng ta lại có lotion ha. Còn trong các cái dạng như cái spray với cái inhaler thì nó khác nhau chỗ nào ha. Thì đó là những họ gọi là thuốc xịt hoặc là cái thuốc khí dung nhân dân, thì chúng ta cũng phải phân biệt thêm một chút xíu giống giống vậy. Hay trong trường hợp chúng ta lại gặp các cái dạng thuốc đặc biệt mà chúng ta cũng nên để ý tới, ví dụ cái viên bao phim thì nó khác với cái viên bao đường, nó có bao đường ở bên ngoài, hay là cái viên thuốc mà dùng để nhai, hay là cái viên thuốc đặt ở dưới lưỡi, hay là cái viên thuốc để đây là cái những cái viên mà nó viên bao tan ở ruột nhân dân, thì chúng ta cũng dòm để chúng ta biết cái cách sử dụng của nó ha. Hay trong trường hợp người ta gọi chung đây là các dạng thuốc đặc, như các bạn sẽ thấy ha, ở cái dạng thuốc này thì người ta đặt trực tràng, nó có cái hình viên đạn, còn ở những cái dạng này thì người ta có thể đặt ở cái âm đạo, thì đó là viên nén phụ khoa. Thì các bạn cũng chú ý tới các cái tên gọi phân, và thường á thì họ hay phân theo cái đường cho thuốc để dễ sử dụng đối với chúng ta trong sử dụng thuốc. Và đương nhiên các bạn cũng phân biệt được ha, cái dạng thuốc bột pha tiêm, hay là cái nhũ dịch, cái này là cái hỗn dịch, và cái này là cái nhũ dịch ha. Nhũ dịch là hai cái chất lỏng không đồng tan với nhau, và hỗn dịch là một cái chất rắn không đồng tan trong một chất lỏng, cho nên khi sử dụng lúc nào họ cũng kêu phải lắc lên hết, lắc trước khi sử dụng. Thì hai chất lỏng không đồng tan với nhau thì họ gọi là nhũ dịch, là emulsion. Còn cái hỗn dịch là một cái chất rắn không tan trong chất lỏng, chúng ta phải lắc lên trộn đều lên để uống. Thì đó là xuất băng xong. Còn cái thuốc bột pha tiêm đó là nó đóng thành một cái bánh, và khi xài thì chúng ta phải hòa nguyên thuốc bằng một cái dung môi để trở thành dạng dung dịch, để chúng ta đưa bằng cái đường tiêm, như vậy nó khác với cái dung dịch tiêm các bạn. Đó là những cái dạng thuốc. Thì thông thường đó, khi sử dụng thì chúng ta chú ý một chút xíu, ví dụ như là các bạn dòm thuốc uống thì lưu ý uống không phải chỉ có viên ha, thuốc uống có thể có ở dạng lỏng như là siro, rồi chúng ta lại có ống uống. Hay điều chúng ta lưu ý cái màu của cái chai giống như vậy, thì không có nghĩa là người ta không có tiền để ta làm chai trắng, hay là người ta không muốn làm chai trắng, mà ở đây là cái màu đen giống vậy nó sẽ cản bớt cái ánh sáng mình đã nhắc rồi ha các bạn, và nó làm cho cái dung dịch ở trong này lâu hư hơn khi tiếp cận với cái ánh sáng bên ngoài chứa vô. Nên khi bảo quản nó, hoặc là khi các bạn sang nhỏ cái liều thì mình chia ra nhỏ nhỏ, thì có các bạn một số các bạn thấy một số các điều dưỡng lâu năm đó, kỹ kỹ họ dùng những cái chai trắng, khi họ chiết ra họ còn lấy giấy than họ quấn trở lại để họ phát. Một số các bạn để thấy là họ ứng dụng cái tính chất này. Về cái thuốc uống dạng rắn thì chúng ta có cái viên nén, và trong cái viên nén đó thì trước đây khi người ta trong cái công nghệ bào chế nó còn ở một cái mức hạn chế, thì người ta có thể không có làm ra nhiều cái dạng bào chế hay các dạng thuốc với các hàm lượng khác nhau, cho nên trong cái bộ cấu chài để dập đó nó có thể sẽ có những cái chia giống như vậy để người ta chia khi bẻ nhỏ. Còn hiện nay thì người ta khuyến cáo nên dùng cái thuốc mà không có nên bẻ nhỏ, hôm trước đã có nói rồi đấy các bạn. Cho nên là những cái không có nghĩa là cái viên thuốc mà có dấu chữ thập hay cái viên thuốc có dấu hai là chúng ta có thể bẻ nhỏ các bạn. Thì đó là cái quan niệm trước đây và sau này. Còn ngoài ra thì họ có thể sử dụng các cái chất liệu khác để bao ở bên ngoài để làm cho cái viên thuốc nó bảo quản lâu hơn, hoặc là tốt hơn, hay là dễ dùng hơn. Ví dụ trong trường hợp viên bao thì chúng ta có bao đường ha, các bạn sẽ thấy nó bao một lớp mỏng đường bên ngoài để nó tạo cái vị ngọt để người ta dễ nuốt vô. Nhưng hiện nay thì nó có cái dạng hồi nãy như các bạn thấy, nó gọi đó là cái viên bao phim. Chúng ta cũng thấy nó có bao màu ha, nhưng dòm kỹ nếu các bạn cắt ra thì nó sẽ có một cái màng mỏng nó bao, các bạn sẽ dòm thấy. Thì cái nó bao bằng cái màng phim này, và cái công nghệ bào chế hiện nay nó đạt tới cái mức rất cao.
cho nên là nó người ta gần như người ta bảo quản bằng cái dạng bao phim này rất rất nhiều. Các bạn, một số viên thuốc các bạn cứ cắt đi, các bạn sẽ dần thấy ở bên ngoài nó có thêm một cái lớp màng phim rất mỏng, thì những viên đó người ta gọi là những cái viên nén bao phim ha, hoặc là cái viên bao phim, nó bảo quản tốt hơn rất nhiều. Nó khác với cái viên bao đường ha. Và nếu nó đóng lại trong một cái nang thì viên này người ta gọi là viên nang, cũng là cái dạng thuốc uống. Mục đích đóng viên nang thì chúng ta cũng hôm trước cái dạng thuốc chúng ta cũng đã coi rồi ha. Tùy theo loại cái nang này, có loại nó tan ở trong pH axit và có loại tan ở trong pH kiềm, để tùy theo mục đích người ta muốn phóng thích thuốc ở đâu. Cho nên các bạn nghe, cái viên nang tan ở ruột thì nó chỉ đến pH kiềm nó mới tan ra cái lớp nang bên ngoài, cái vỏ cứng bên ngoài đó, và khi đó cái thuốc nó bên trong nó mới được phóng thích. Thì người ta muốn nó xuống tới ruột nó mới phóng thích, chứ phóng thích ở dài dài thì nó có thể bị hư bởi bởi axit chẳng hạn. Thì trong cái viên nang giống vậy thì họ sẽ chế cái hoạt chất nằm bên trong đó, nên các bạn sẽ thấy là có nhiều người cũng dùng thuốc rất lạ. Các bạn họ mua cái viên ambi amoxicillin về, họ giật ra rồi họ lấy cái bột đó trộn cho chó mèo uống, hoặc là họ rắc lên vết thương. Nếu các bạn nào ở một số các cái làm việc ở những cái tuyến cơ sở dùng sâu sâu, các bạn sẽ thấy cái trường hợp này nhé. Họ làm biến cà cái viên nén ra thì cái đó là sai, bởi vì chúng ta nhớ ha, nó đóng cái hoạt chất trong này là nó để nó giúp cho tránh cái vị khó chịu hôi, hoặc là nó muốn cho tan cái nang ở ngoài ở vị trí nào thì lúc đó thuốc mới phóng thích ra. Bây giờ chúng ta lại lấy cái bột trong ra thì họ đóng nang để làm gì, chúng ta phải hiểu ha. Và có những cái trường hợp các bạn sẽ thấy cái viên gọi là cái viên vi nang, tức là trong nang lại có nang nữa ha, nhỏ nhỏ giống như vậy. Thì mục đích của họ là, một là nó có hai cái hoạt chất này. Ví dụ trong này nó sẽ gặp nhau dạng bột, nếu chúng ta trộn loại bột bình thường thì nó sẽ bị rất mau bị hư. Thì người ta sẽ bao mỗi cái hoạt chất bằng một cái vi nang khác có màu khác ở trong này, để khi uống vô rồi thì cái nang lớn ở ngoài này nó rã ra, thì hai cái dạng hoạt chất bên trong nó mới phóng thích ra và bắt đầu nó rã ra để nó đưa vô cơ thể, nó không có gặp nhau ngay từ lúc đầu. Đó là cái mục đích của người ta. Hay là cái dạng vi thuốc sau này chúng ta nghe đó là hệ thống phóng thích kéo dài. Là nếu họ cho một cái viên có liều cao như vậy thì cái màu xanh này nó sẽ chỉ tan ở dạ dày, nó ra chỉ một cái hàm lượng màu xanh thôi, và cái màu trắng này đến khi nó xuống tới ruột thì nó mới tan, và nó cho ra một cái hàm lượng mà cái do cái những cái nang màu trắng quyết định. Cho nên là chúng ta sẽ có một cái tác dụng kéo dài trong ngày, không phải uống lặp lại. Thay vì phải uống hai viên hai lần thì uống lần một, và cái ý nghĩa này trong chút nữa trong cái thuốc hệ thống trị liệu kéo dài chúng ta sẽ nhắc đến nó một chút xíu. Thuốc uống cái dạng rắn, ngoài cái nang cứng thì chúng ta còn có cái nang mềm đó các bạn. Nang mềm là cái viên dầu cá, hay là cái viên hiện nay cái viên Erica chứ của Hậu Giang, hay là cái viên Phạm Ma Tông đó. Các bạn sẽ thấy ở bên trong nó mềm. Các bạn cái viên Phạm Ma Tông các bạn thử bóp ra coi, ở trong nó là một cái dung dịch sạch sạch trong ha. Cái dầu cá thì quá rõ rồi. Một cái dạng này chúng ta sẽ gọi là nang cứng. Ngoài ra thì trong các thuốc uống dạng rắn nó còn có gì đây? Cớm nè, thuốc cớm, thuốc bột ha. Rồi sau đó là chúng ta lại có dạng viên. Thì thật sự bản chất của một cái quy trình bào chế cái viên đó, nếu các bạn nào có bạn hay người nhà đang làm ở cái xí nghiệp dược thì chúng ta đều biết là để tạo ra một cái viên nén thì người ta phải trộn bột các hoạt chất lại. Nhưng mà với một cái bột giống vậy, mình lấy cái chày người ta dập đi xuống mạnh để thành viên thì đương nhiên bụi sẽ bay tứ tung. Ở nhà các bạn làm cái gì có bột đó, các bạn làm gì giả cái chày xuống cái có được, phải không? Do đó người ta phải xác thành cớm, và họ để họ liên kết các tiểu phân thuốc lại với nhau, rồi sau đó họ mới dập xuống, thì lúc bây giờ nó mới tạo thành được cái viên. Thì ba cái tiến trình này đều có thể li trích ra ngay chỗ đó để làm cái sản phẩm thuốc uống, nên chúng ta lại có thuốc bột, chúng ta lại có thuốc cớm, và chúng ta lại có thuốc viên. Thì tùy theo cái mà người ta muốn đưa ra cái bào chế thích hợp như thế nào. Ví dụ đây để dụng nứt chẳng hạn nha, dụng nứt nó là cái thuốc cớm. Các cái dạng thuốc tiêm thì đương nhiên nó phải ở cái dạng dung dịch, thì nó có thể đại để chứa ở trong cái lọ pha tiêm mà chúng ta hay nghe là vial, nó chứa, và hoặc là nó chứa trong ống tiêm mà chúng ta hay gọi là ampoule. Và tương tự cũng vậy ha, cái màu đen của các ống này nó cũng cản trở cho cái sự phá hủy của ánh sáng, và đặc biệt các bạn sẽ thấy
trong cái phần trống ở trong các cái lọ tim hay thuốc tim giống vậy, thì cái phần trên này không phải là chỉ để không ha, mà nó có rất nhiều cái hỗn hợp khí trơ để nó ngăn không cho không khí xâm nhập vô, để nó tránh phá hủy của thuốc khi mà ở cái dạng dung dịch. Rất nhiều cái hoạt chất ở cái dạng nguyên của nó dạng bột thì nó tồn tại rất lâu, nhưng mà khi chuyển qua dạng dung dịch thành sản phẩm thì chỉ sau thời gian ngắn là nó hư liền ngay tức khắc, nên người ta phải bảo vệ tối đa, tránh cái oxy hóa. Và cái lọ, cái ống tim giống vậy thì nó cái thủy tinh để làm cho nó là loại thủy tinh đặc biệt đó các bạn, để nó đừng có nhả cái những cái mảnh vụn, những cái thành phần từ trong thủy tinh ra. Và đó là một trong những nguyên nhân mà trước đây các bạn nào sử dụng dịch truyền nghe nói đó là cái chí nhiệt tố, sốc chí nhiệt tố, là do nó nhả từ trong các cái loại thủy tinh này ra những cái thành phần gây ra cái sốt khi mà truyền hay hoặc là khi tiêm giống vậy, và người ta gọi đó là sốc chí nhiệt tố đó các bạn nghe nhắc nha. Thì cái thủy tinh đó nó được lựa chọn riêng biệt để dùng, và cho nên một cái ống tiêm khi bẻ ra thì phải xài hết một liều, nên họ đóng từng cái đơn vị thành phẩm, chứ chúng ta không có việc mà rút ra phân nửa rồi bỏ vô trong tủ lạnh bữa sau lấy ra phân nửa ha. Trừ một số trường hợp hiện nay một thuốc điều trị ung thư thì họ có dùng các cái loại chế phẩm ở trong này, nó có rất nhiều ngăn có thể lấy ra từng cái đơn vị một trong cái ống tiêm, hiện nay người ta cũng được chế được tới đó. Và khi cái ngoài cái dạng dung dịch thì nó còn có những cái bột được đông khô lại để khi xài thì người ta tiêm một cái dung môi vô, họ lắc ra, thì cái hiện tượng này các bạn sẽ nghe nhắc đó là hoàn nguyên thuốc, nó thành trở lại dạng dung dịch, và khi đó người ta sử dụng tiêm thì thuốc này người ta sẽ gọi đó là thuốc bột pha tiêm. Lúc nào nó cũng sẽ có một cái lọ dung môi đi kèm theo. Cái dung môi này thì nhất thiết không phải lúc nào cũng là nước cất nha các bạn, và nó có là những cái dung môi đặc biệt. Và cái thứ hai nữa, khi sử dụng chúng ta cũng lưu ý là cái độ hòa tan nó thay đổi khác nhau tùy theo cái hoạt chất, tùy theo góc muối, chứ không phải lúc nào cũng cứ rút lấy 1 ml lắc vô, 2 ml lắc vô hết cho để tan hết. Cho nên khi các bạn sử dụng, giả sử điều dưỡng họ báo với mình là cái ngày hôm qua thì dung dịch hoàn nguyên trong gel, bữa nay nó lại trở nên đục ngầu lại, thì chúng ta phải biết nha các bạn. Thường đó là cái khoa dược khi nó lập ra một cái danh mục thuốc mới, nó mua một cái thuốc mới về rồi thì thế nào nó cũng phải báo cái tính chất đó để mình biết mình sử dụng, chứ không là thay vì 3 ml thì nó mới hòa tan trong gel, thì chúng mình cứ lấy theo cái lệ thường 1 ml nó đục ngầu rồi liền bỏ một cái lọ thuốc cả mấy trăm ngàn của người ta là không phải các bạn. Đó là cái tính chất mình phải biết, và khi đưa vô một cái số lượng lớn thì bây giờ nó thành cái dung dịch tiêm truyền. Lúc bây giờ nó phụ thuộc vô cái lượng dung dịch đổ vô, nó sẽ làm thay đổi rất lớn áp suất keo, áp suất thẩm thấu, nó thay đổi pH lượng dân của máu, của dịch thể, huyết tương lượng dân, cho nên nó phải có cái tốc độ tiêm truyền nhất định đồ dân dân. Thì cái sử dụng cái dịch tiêm truyền nó cũng có những cái kỹ thuật nhất định. Cái dạng thuốc kế tiếp là cái thuốc dùng ngoài, người ta gọi chung là dùng ngoài khi nó được hấp thu ở tại cái vị trí bên ngoài cơ thể để nó đưa vô, chứ chúng ta không đưa trực tiếp vô trên bên trong cơ thể được bằng cái đường tiêm chích. Thì trong đó ngay cả cái thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ tai, thuốc nhỏ mũi vân vân đều là cái thuốc dùng ngoài hết đó các bạn. Và cái thuốc nhỏ mắt đặc biệt rất là khó bào chế, bởi vì nó phải có một cái pH đựng sót, khi nhỏ vô mà nó gây ra sót một cái là nước mắt nó trào trở ra lại, là lúc về thuốc nó đi ra ngoài hết. Còn các cái loại thuốc đặc thì với cái hình dáng như viên đạn thì người ta gọi đó là thuốc đạn ha, hay là suppositor hay là tọa dược. Còn trước đây thì chúng ta có cái dạng thuốc trứng, hãy gọi thuốc trứng thì là thuốc đặc âm đạo. Sau này thì người ta lại đặt ra chế ra những cái viên tương đối phù hợp hơn, nó không có cồng kềnh giống như vậy, nó là các cái viên nén đặc phụ khoa. Và đương nhiên chúng ta đã học hôm trước rồi, các phần tá dược đó nó giúp cho cái dạng thuốc này giải phóng hoạt chất ở các vị trí đặc biệt, nó không có giống như cái viên nén để uống, nên mặc dù là viên nén hết nhưng viên nén phụ khoa và cái viên nén uống là hai cái khác nhau. Thì đây là các cái dạng thuốc đặc đặc chúng ta sẽ thấy. Và nếu ở cái dạng thuốc trứng hay là cái dạng thuốc đạn với cái kích thước khá lớn thì đương nhiên cái tá dược của nó rất mềm mại, để một là nó tránh tổn thương ở những cái là nơi nhạy cảm giống như vậy, và cái thứ hai là cái nhiệt độ của nó nóng chảy phải là rất thấp dưới nhiệt độ của cơ thể các bạn nhớ,
chứ ngay 37 độ trở lên thì nó không có rã ra rồi, nó không có chảy ra rồi. Cái không có ai mà nhét cái viên thuốc này vô đít rồi ngồi trên cái ấm nước nóng để cho nó chảy, không các bạn, không có chuyện đó. Ngoài ra các dạng thuốc dùng ngoài thì chúng ta tùy theo họ, có một cái nhóm thuốc có cái thể chất mềm, họ gọi chung đó là các thuốc mỡ, cái thể chất nó mềm sệt vậy đó các bạn, và tùy theo cái thể chất nó mềm nó lỏng thì người ta sẽ có đặt mềm nhất cứng nhất á, trong cái thể gọi là sệt nhất đi, thì nó là bột nhão hay là cái bát. Sau đó thì chúng ta có krem, có cái thuốc mỡ, có lotion, rồi chúng ta có gel, thì nó lần lượt nó sẽ có những cái tên khác nhau do khác biệt về cái thể chất nó mềm như thế này. Những cái thuốc dùng ngoài chúng ta còn có rất nhiều cái dạng thuốc đặc biệt ha, để nhỏ mắt, nhỏ mũi, nhỏ tai vân vân. Thì có một cái dạng thuốc đó là thuốc khí dung. Thuốc khí dung này thì nữa các bạn sẽ học trong phần dược lý 2 đó, trong học phần người ta cũng sẽ trình bày rất kỹ về cái cách dùng, về cái làm sao cái cấu trúc của cái thuốc này để chúng ta hiểu một chút xíu. Thì các bạn thấy thường đó, là cái dung dịch nó đưa vô bên trong cái máy và nó sẽ được tạo thành những cái hạt khí dung, để khi đó người ta sẽ đeo cái mask vô và người ta sẽ hít thở để bình thường, để mang cái những cái hạt khí dung này nó đi sâu vô trong cái đường hô hấp. Các bạn thấy hay được chỉ định những cái thuốc hen suyễn hay là cái thuốc điều trị COPD rồi dân buổi sáng ở những cái khoa nội hô hấp, mấy có mấy cái ông già bà già ngồi đó chụm mang cái mask này thở hồng hộc đó ha. Thì đó là các thuốc khí dung. Thì cái quan trọng của cái máy thở khí dung này đó là chính là cái màng lọc, tức là cái chỗ mà nó tạo ra cái hạt khí dung, để khi cái lực hút không khí nó ép vô thì nó đẩy cái dung dịch nó đi ngang qua cái màng lọc đó và nó thành những cái hạt nhỏ 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 để người ta có thể hít thở được. Và cái kích thước của cái màng lọc rất quan trọng, bởi vì các bạn để ý thấy hễ mà một cái kích thước nào đó lớn một cái là ví dụ chúng ta đi dọc đường bụi nhảy vô mũi là chúng ta sẽ thở hắt ra ngay tức khắc. Như vậy thì cái việc tạo ra cái tiểu phân khí dung của thuốc là nó cũng phải có một cái kích thước nhất định để người ta thở vô thì cơ thể nó mới không tạo ra phản xạ hắt hơi để nó đẩy thuốc ra ngoài. Cho nên nên là cái màng lọc của các cái máy là quan trọng nhất cho cái máy này. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta có những cái dụng cụ để bỏ theo cá nhân cho mỗi người xài, người ta gọi đó là cái MDI. MDI đi viết tắt của chữ Methylated Dual Inhaler, tức là nó đã phân lượng liều một cái liều như vậy thì nó đã ra một cái liều, một cái nhát như vậy thì nó đã ra một cái lượng thuốc cho một liều như thứ chúng ta đưa nó vô được hết trong cái đường hô hấp, thì coi như là đó là một cái liều để xài, và nên họ gọi đó là Methylated Dose Inhaler MDI, tức là cái dụng cụ dùng để cái tạo ra những cái nhát xịt theo cái phân liều. Và nó cũng giống vậy, cái này thì nó cũng sẽ chứa cái dung dịch và cái màng lọc, và khi đó thì người ta nhấn nó vào thì lúc bây giờ đó là cái lực nó sẽ đẩy ra một cái liều đi ra để cho người ta xài. Xài một số cái trường hợp đó, các bạn sẽ thấy nó sẽ nhấn vô và nó đưa cái thành cái màng lọc nó để nó đi ra xài. Một số cái trường hợp đó, thì nếu người ta khó ngậm hoặc con nít đồ thì họ thêm một cái spacer nữa, nó nối vô vậy để khi nhấn vô thì lại hít cái này đem vô. Thì đây là những cái dụng cụ mà chúng ta sẽ gặp trong một số các cái dạng thuốc đặc biệt, để các bạn chú ý nha, về cái MDI. Thì đó là các thuốc khí dung. Thì những cái mà tôi vừa mới trình bày với các bạn này đó, thì người ta hiện nay cái khái niệm đó là khái niệm về phân chia, về bào chế để sử dụng. Còn cái mà tôi sẽ nhắc đến tới các bạn kế tiếp này đó là phân về mặt sử dụng, nhất là về dược lâm sàng. Thì hiện nay người ta lại chia thuốc chỉ có hai dạng, đó là dạng thuốc quy ước và dạng thuốc có tác dụng kéo dài hay là cái hệ điều trị, họ gọi chung là hệ điều trị. Hệ điều trị thì nó bao gồm có những cái thuốc nó giải phóng chậm nè, hoặc là nó cho cái thuốc phóng thích kéo dài từ từ. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích cái này trong cái sử dụng thuốc nha các bạn. Thứ nhất á, thì những cái mà chúng ta đang nhắc từ hồi nãy tới giờ người ta gọi đó là các thuốc quy ước. Thuốc quy ước là những cái thuốc mà được bào chế bằng những cái kỹ thuật cổ điển từ rất lâu đời, được quy định thành những cái tiêu chuẩn trong các cái dược điển của các quốc gia, ta thành các quy trình bào chế nhất định người ta phải tuân thủ theo vậy để tạo thành một cái được gọi là một cái dạng bào chế.
và các bạn sẽ thấy đặc trưng của các cái dạng thuốc quý ước này là cái gì các bạn? Nó chỉ được tạo ra từng đơn vị thành phẩm một, tức là mỗi một cái đơn vị sử dụng chỉ chứa một cái hàm lượng nhất định thôi, hàm lượng nhất định, đó là cái đặc trưng của thuốc quý ước này. Nó chỉ có một cái viên với hàm lượng bao nhiêu, một cái ống tiêm với hàm lượng bao nhiêu, một cái miếng dán với hàm lượng bao nhiêu thôi, hay một cái lọ nhỏ mắt nhỏ một giọt thì nó sẽ ra cái tổng thể của nó, nguyên cái đó hàm lượng bao nhiêu để chúng ta nhỏ nhỏ vào. Thì cái đặc tính chung của các cái dạng thuốc quý ước này khi các bạn sử dụng thì nó mang ý nghĩa đúng của một cái dược đồng học, của một cái thuốc hay là một cái dòng đời của một thuốc. Và nếu gần như nếu chúng ta lấy cái đường uống làm cái ví dụ thì hai các đường khác thì nó cũng giống vậy. Muốn đưa thuốc vô trong cơ thể thì chúng ta phải tìm cái đường cho vô. Và khi cho thuốc vô bên trong cơ thể như vậy, chúng ta có rất nhiều các cách cho thuốc vô phụ thuộc theo từng cái dạng bào chế một. Ví dụ thuốc tiêm thì cho thuốc khác, thuốc uống thì phải cho cái cách uống khác, đúng không? Thì và ngay cả trong thuốc tiêm, tiêm bắp thì sử dụng khác, mà tiêm tĩnh mạch thì lại cái kỹ thuật tiêm lại khác. Thì nhưng những cái dạng thuốc quý ước này nó đều mang cái đặc điểm là muốn có tác dụng thì chuyện đầu tiên mình phải tìm cái đường cho thuốc phù hợp để đem vô cơ thể. Sau khi đem vô trong cơ thể rồi thì bây giờ nó sẽ vô tới trong tuần hoàn máu, và bây giờ máu sẽ mang nó đi khắp nơi cơ thể, nó phân tán khắp nơi, mình không có thể nào cản trở lại được hết, để nó máu nó hòa tan vô trong huyết tương. Và khi đó nó đi tới đâu thì máu nó chạy tới đâu, hệ thống tuần hoàn nó đi đến đâu thì thuốc nó lại được phân bố đến đó thôi. Chúng ta không có thể nào bắt cái thuốc đó tập trung vô ở một cái cơ quan nào được hết, trừ sau này chúng ta có cái dạng thuốc đặc biệt người ta mới hướng tới cái nhóm thứ hai đó. Như vậy thì cái đặc nó sẽ được máu phân bố đến đến khắp các nơi, và nó có thể đưa đến chỗ nào đây, đến chỗ nó không làm gì hết, vô nằm chơi trong đó, gọi là cái mô nơi dự trữ, để chờ cái nồng độ thuốc trong máu giảm xuống thì nó lại phóng thích ra để nó vận chuyển đến cái mô có tác dụng, nó về cái chỗ nào có tác dụng, hoặc là nó sẽ được đưa thẳng đến cái cơ quan chuyển hóa để như là gan, để nó biến thành một cái chất để nó được đưa tới thận để nó thải ra ngoài, hoặc là nó hòa trong cái dịch mật, nó đổ trong ống tiêu hóa để nó thải ra ngoài. Các bạn sẽ thấy như vậy thì một cái thuốc qua đường uống sau khi hấp thu qua niêm mạc dạ dày, qua niêm mạc ruột thì nó phân bố theo tĩnh mạch cửa, nó đổ về gan, sau đó nó đi vô trong tuần hoàn chung có tác dụng, và nó lại được vận chuyển đến cái, nó biến đổi tạo thành những cái chất, nó được vận chuyển đến thận để thải ra ngoài. Thải ra ngoài, nhưng cũng có số một số các cái thuốc nó đã vô trong đường uống rồi, nó hòa tan, nó đã vô trong máu có tác dụng rồi, bây giờ nó lại tan được trong dịch mật và nó lại theo cái ống mật chủ nó lại đổ ngược ra trong lòng ống tiêu hóa, và nó vẫn có thể thải theo ống tiêu hóa. Vì không có nghĩa là cái thuốc uống theo đường uống thì nó là vô trong máu rồi thì nó không thải qua được ống tiêu hóa hay các bạn. Cái thuốc sử dụng bằng đường tiêm nó vẫn thải được theo ống tiêu hóa. Đó là cái mà cái pha động học của thuốc nó sẽ làm ra, mà người ta gọi đó là pha đào thải đó các bạn. Và tùy theo nó biến thành cái chất gì bên trong cơ thể phù hợp đó mà nó sẽ thải thành nhiều cái đường khác nhau. Thì đặc tính của các dạng thuốc quy ước này nó đều đi theo chung những cái đặc tính giống như vậy hết. Như vậy hết. Và do vậy thì mỗi một cái dạng bào chế nó được sử dụng cho một đường cho thuốc, và nó sẽ phụ thuộc rất lớn về cấu tạo giải phẫu, về tính chất sinh lý của cái đường cho thuốc đó. Ví dụ chắc chắn một cái thuốc dùng bằng đường uống thì nó phải đi theo thực quản xuống dạ dày, rồi nó hấp thu qua niêm mạc dạ dày, hoặc là nó xuống dưới ruột non, hay là nó xuống cái nó hấp thu vô, hoặc là thuốc đặt đường trực tràng thì nó lại phải hấp thu theo hệ thống tĩnh mạch chỉ để nó về trong cái tuần hoàn chung, và nó phụ thuộc rất lớn. Nên có những cái loại thuốc mà khi uống xong đó mình phải ngồi liền chứ không được phép nằm, bởi vì không cho bệnh nhân nằm liền, bởi vì nó sẽ dính lại trong thực quản và nó gây viêm thực quản. Và có những cái thuốc thì nó sẽ phụ thuộc vô cái việc hấp thu ở dạ dày và ruột, cho nên nếu đi kèm với thức ăn nó có thể chậm hấp thu. Thì đó là cái nó phụ thuộc rất lớn vô, và nhất là cái thuốc đường uống, các bạn sẽ thấy cái pH sinh lý của đường uống nó thay đổi ha, từ cái pH axit chuyển tới pH ruột là pH kiềm. Do đó cái quá trình hấp thu thuốc qua đường uống nó bị thay đổi và ảnh hưởng rất nhiều đến cái chức năng sinh lý của hệ thống tiêu hóa. Về mỗi một cái chỗ thì cái hệ thống enzyme, cái pH độ dân nó hoàn toàn nó khác biệt nhau. Và
Thì những cái dạng thuốc quy ước này nếu chúng ta sử dụng ngoài đường uống, đường tiêm rồi thì nó cũng giống hệt giống vậy thôi, nó đi theo vô từng cái đơn vị một. Cho nên cái việc bất lợi của cái dạng thuốc quy ước hiện nay đó là gì đây? Mỗi một cái đơn vị nó chỉ chứa một cái hàm lượng nhất định về hoạt chất thôi, mà do đó chúng ta muốn tạo ra được một cái nồng độ hằng định ở bên trong máu thì chúng ta phải sử dụng nhiều lần trong ngày, và không có thể nào mà chúng ta tăng liều được, đúng không? Để dùng một lúc, lấy ví dụ bây giờ nếu các bạn chỉ định ra trong một cái ngày thì cái liều của chúng ta là dùng cái amivigam nhưng phải chia 3 lần trong ngày với cái khoảng cách là 6 tiếng đồng hồ dùng lặp lại. Mục đích là do chúng ta phải dùng lặp lại cứ 6 tiếng với một cái amivigam nào đó, thì để cuối cùng sau đó nồng độ nó dần dần nó đi vô trong cái cửa sổ trị liệu hôm trước mình đã nhắc, cái khoản trị liệu hôm trước mình đã nói rồi nha. Mục đích là giống giống như vậy, cho nên là bắt buộc là chúng ta phải dùng có khoảng cách trong ngày, và như vậy thì trong 3 ngày dùng 3 lần thì cái tổng liều của chúng ta đó chính là 3 mg, đúng không? Vậy thì mình có thể nào uống một lần một 3 mg vô được không? Chắc chắn không được. Thuốc nó sẽ phóng thích ra cùng một hoạt chất cùng một lúc hết, vậy thì cái lượng thuốc nó sẽ vượt qua ngay đến nó gây độc ngay tức khắc. Đó là cái bất lợi của cái dạng thuốc quy ước. Chúng ta bắt buộc phải bắt cái bệnh nhân tuân thủ chế độ điều trị, dùng phải có những cái khoảng cách giống như vậy, và điều đó nó dẫn đến gì? Đó là cái tuân thủ cái trị liệu trong sử dụng. Người ta sẽ bỏ trị liệu ngay tức khắc và người ta thấy là cái tỷ lệ tuân thủ trị liệu đó, và cái nó sẽ giảm dần tỷ lệ với số lượng thuốc ở bên trong cái toa thuốc cũng như cái cách dùng thuốc. Và không có thể nào hết các bạn, mà như hôm trước đó, bây giờ nếu người ta chỉ cần cho một cái toa thuốc với một cái viên có hàm lượng A mg, bây giờ mình không có cái đó thì mình thay bằng 10 cái viên có hàm lượng 1 phần 10 thì mình uống vô cũng một lần một thì nó dẫn ra đó là cái hàm lượng đủ phải không? Nhưng mà các bạn có bao giờ nghĩ tới cái sự tuân thủ của bệnh nhân không? Một ngày uống một viên thì họ happy ha, họ uống rất thoải mái, nhưng thay vì uống viên 500 họ uống 2 viên 250 là bắt đầu hơi ngán ngán, nhất là người lớn tuổi. Rồi bây giờ giả sử chúng ta thay thế bằng 10 viên 50 chúng ta uống thì chắc chắn là khác à, và nhất là những cái người lớn tuổi ha. Nên đâu phải là cứ chúng ta cho càng thuốc càng nhiều thì người ta sẽ càng cái là chấp nhận đâu, mà nó sẽ dần dần nó làm cho người ta gì đây, nó làm cho người ta dần dần không tuân thủ trị liệu nữa. Ai làm sao mà nổi một cái buổi sáng không, thay vì uống viên một uống 2 viên hay là uống 5 viên uống 10 viên có cái hàm lượng nhỏ hơn bởi vì mình không có cái dạng lớp, vậy thì buổi trưa cũng uống 10 viên, buổi chiều cũng uống 10 viên nữa thì các bạn sẽ thấy như các bạn ngán không? Ngán. Nên khi trong cái chỉ định trị liệu đó nhiều khi nó còn phụ thuộc vô cái sự có tuân thủ trị liệu hay người ta bỏ trị liệu đó các bạn. Một trong những cái đơn giản nhất của cái tuân thủ trị liệu đó chính là chỗ đó đó các bạn. Và cái tỷ lệ bỏ điều trị đó nó cũng gia tăng theo số lượng thuốc có trong một cái đơn thuốc nữa, và cái cách dùng phức tạp. Bây giờ chắc chắn ngay các bạn đi, giờ cứ sáng thức dậy ăn sáng xong uống, uống xong rồi nhỏ, nhỏ xong rồi xịt, xịt xong cái 9-10 giờ ăn sáng cái tiêm, ủa 9-10 giờ cái làm viên nữa, cái tiêm thuốc xong cái ăn trưa cái ngủ một giấc thức dậy cái sau khi ăn xong chứ lại uống 2-3 viên, rồi cái tới ngủ một giấc thức dậy uống một ly chè, rồi khi đó mới tiêm một cái mũi insulin, rồi bây giờ tối trước khi ngủ thì lại xịt, và ngủ một giấc tới 10 giờ đêm thì thức dậy cái phải uống cái viên thuốc nữa ngủ tiếp, các bạn thấy mệt mỏi không? Và cái tỷ lệ bỏ trị liệu nó sẽ tăng theo cái số lượng thuốc càng cho càng nhiều thì người ta sẽ càng có khuynh hướng từ chối, ta bỏ trị liệu, ta không tuân thủ, hoặc là người ta không tuân thủ trị liệu, ô ta gom hết 3-4 viên ta uống lần buổi sáng ngộ độc thuốc diễn ra, hoặc là ta uống buổi sáng xong buổi chiều ta không làm biến ta không uống nữa. Các bạn nếu các bạn mà cho một cái phác đồ trị liệu nhiều thuốc giống vậy là các bạn phải suy nghĩ rồi ha, rồi coi bệnh nhân coi họ có tuân thủ hay không, họ ngán ngán thì các cái dạng thuốc quy ước nó mắc phải cái khuyết điểm giống
giống như vậy đó, bắt người ta phải tuân thủ trị liệu. Đó là chưa kể gì đây, bây giờ giả sử các bạn cho cái chuyện này chúng ta hay gặp nhiều nhất nè, đó là mình dùng một cái liều, tổng liều một ngày đó là A mg mà nhân 3 lần trong ngày, chúng ta không có thể nào uống hết cả 3 viên cùng lúc bởi vì nồng độ thuốc sẽ tăng lên rất cao. Vậy thì bắt người ta phải nhớ dùng 3 lần trong ngày. Cái người nào mà thiệt là tuân thủ thì tốt mới nhớ. Đó là chưa kể dùng rất là phức tạp ha, có thuốc uống, có thuốc tiêm nhân dân. Rồi bây giờ là họ uống lần thứ nhất 6 giờ sáng, lần thứ hai 12 giờ trưa, thì đáng lẽ cái tới 6 giờ chiều là phải uống, thì 4 giờ mấy thì đám cưới, nhậu quên mẹ luôn, về ngủ riết luôn, tới khuya 11, 12 giờ đêm thức dậy, à, có người thì bỏ luôn. Trong số các bạn đây có không? Có, chúng ta cũng đang bị cái đó. Rồi, nhưng có người thì, ôi chạy phải uống, sau đó uống cái ngay cái liều ngay đây, cái 6 giờ sáng bữa hôm sau thức dậy quất tiếp liều nữa, nồng độ tăng cái ốc lên giống vậy. Và như vậy các bạn thấy chuyện gì xảy ra đây? Nó có một sự dao động rất lớn giữa cái tỷ lệ đái và đỉnh, nó đi khỏi cái cửa sổ điều trị, khi thì nó đi tụt xuống dưới, khi thì nó giọt lên rất cao, làm sao thì hiệu quả điều trị có được các bạn. Còn muốn giữ được hạn định nồng độ này thì chúng ta phải bắt buộc phải tuân thủ trị liệu, tuân thủ trị liệu giống giống như vậy. Thì bệnh nhân đâu phải ai cũng tuân thủ được hết. Đó là cái lý do cái mà cái dạng thuốc quy ước nó mắc phải giống vậy. Nó bắt như vậy, nó bắt bệnh nhân phải tuân thủ trị liệu thiệt là tốt. Cái phần này chúng ta kiểm soát được không? Chắc chắn các bạn mà về mở phòng mạch tư, các bạn điều trị bệnh nhân ngoại trú, đến khám cho đóng thuốc đó, về nhà không biết họ có uống lúc nào không biết. Còn ở chúng ta chỉ có thể kiểm soát ở trong điều trị nội trú, với điều kiện gì các bạn? Điều dưỡng nó phải nhắc nhắc. Và nó, các bạn có để ý thấy là khi ở trong các cái điều trị nội trú họ hay phát có những cái hộp phân chia liều đó các bạn, tức là ở trong đó nó ngăn ra làm hai làm ba, nó bỏ vô cái thuốc buổi sáng, thuốc buổi chiều, thuốc buổi tối để thân nhân hay là điều dưỡng, mà người ta chỉ cần dòm vô bên trong đó thì người ta biết đã uống hết thuốc chưa, cử sáng chưa, để uống cử chiều hoặc uống cử tối, có như vậy thì mình mới mong điều trị được. Vậy thì khi chỉ định điều trị, nhất là điều trị ngoại trú đó các bạn, họ cũng cho thuốc giống vậy, họ lại họ mang vốn không có hiệu quả, uống gì hoài ngán muốn chết, mà là hễ họ dùng cái từ ngán là bắt đầu phải coi lại, là coi coi họ có tuân thủ trị liệu hay không. Mà họ không tuân thủ trị liệu, họ dùng một cách tự nhiên giống vậy thì chắc chắn là cái nồng độ thuốc của mình không kiểm soát được, làm gì có hiệu quả. Hay là chúng ta hay cho những cái thuốc dạng ở giường ở quê, 5-6 giờ mấy 7 giờ phủi phủi giò lên bỏ một ngủ rồi, nhất là mấy ông bà già lớn tuổi, giờ là cho một cái viên thuốc là dặn tới 10 giờ đêm mới hạ uống trước khi ngủ. Vậy thì cái họ uống trước khi ngủ là 5-6 giờ họ mới uống cử một đống, rồi uống lại viên thuốc đó nữa, là không biết cái hiệu quả tương tác nó như thế nào. Còn nếu họ thực hiện đúng ở dặn, mình dặn trước khi ngủ 10 giờ họ uống, thì 5-6 giờ họ ngủ một giấc, rồi không lẽ 10 giờ họ thức dậy họ uống là họ thức luôn tới sáng. Đó là những người lớn tuổi, nên các bạn sẽ thấy ha, cái sử dụng của các dạng thuốc quy ước nó sẽ có những cái bất lợi giống vậy. Và một trong những cái bất lợi đó là nó bắt cái người ta tuân thủ trị liệu rất kém, cái bởi vì phải uống lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì khi sử dụng thuốc cho một phác đồ điều trị, các bạn cũng phải nên chú ý cái phần đó đó, còn không thì mình không kiểm soát được nồng độ. À, bản thân của chúng ta khi các bạn xài thuốc, các bạn có gặp trường hợp này, ngay cả chính mình nhé, nhiều bữa nếu phải uống thuốc vì lý do gì đó không biết, đi nhậu về, đi đám cưới về là thôi ngủ luôn tới sáng mà bỏ cử này, chúng ta gặp rất, ngay cả bản thân chúng ta. Vậy thì nhằm khắc phục đi một số các cái điểm bất lợi cho cái dạng thuốc quy ước đó, thì họ sẽ sử dụng cái hệ thống được gọi là các cái hệ điều trị. Và cái hệ điều trị này nó không có phải là nó thay thế hoàn toàn cho các thuốc quy ước hay các bạn, mà nó chỉ được sử dụng để trong hợp khắc phục một số cái nhược điểm nếu chúng ta phải dùng các cái hệ thuốc quy ước mà bắt bệnh nhân phải tuân thủ trị liệu ha. Hay trong trường hợp gì đây, là nó sẽ khắc phục được cái việc thuốc phân tán khắp nơi trong cơ thể, nó chỉ đánh dấu để cho thuốc tập trung vô một cái chỗ nào đó thôi. Ví dụ trong thuốc điều trị ung thư, nó sẽ đánh dấu làm sao thuốc nó chỉ mò vô cái mô ung thư thôi, nó không có đi vô các cái mô lành khác. Và đặc biệt
là cái hệ trị liệu nó có khả năng giải phóng hoạt chất dần dần theo một cái chương trình định trước, và do đó người ta sẽ tuân thủ trị liệu hơn, bởi vì dùng chỉ có một lần trong ngày, tối thiểu là một lần trong ngày. Ví dụ trước đây nếu chúng ta dùng một cái viên mà 500 mg và phải uống 3 lần trong ngày, thì bây giờ mình họ sẽ có cái viên hệ điều trị này, nó chỉ 1.000 mg nhưng chúng ta lại uống một lần duy nhất trong ngày, chúng ta không cần phải bẻ hai bẻ ba ra, chỉ uống duy nhất 1.000 mg mà lại uống một lần duy nhất trong ngày. Còn trong khi đó phải dùng tới 1.500 mg mà chia làm 3 lần trong ngày, mỗi lần 500. Như vậy thì nó làm cho người ta dễ tuân thủ trị liệu hơn. Thì đó là cái là do nó giải phóng một cái hoạt chất dần dần, nó theo một cái chương trình để nó giải phóng, chúng ta kiểm soát được nồng độ. Nó vẫn uống luôn một cái tổng liều trong ngày nhưng mà thuốc nó không có ra ồ ạt. Như vậy thì trong cái dạng thuốc hệ điều trị này nữa, các bạn cũng sẽ học kỹ hơn về ở trong cái phần dược lý lâm sàng 2 về cách sử dụng đó ha. Thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chút xíu để các bạn hình dung ra nè, để khi sử dụng cái hệ thuốc hệ điều trị. Thật sự các bạn có tiếp cận cái nhóm này chưa? Có rồi đó, nhiều dữ lắm các bạn đã xài rồi luôn. Đâu rồi? Bây giờ chúng ta có rất nhiều cái đối tượng được trình bày khác nhau, tôi không có thể nào tôi tách cái bài nên cứ hãy tùy theo từng cái đối tượng một thì phải kéo cái phần nào ra để nói, chứ không có thể nào có từng cái bài chung cho riêng cho từng cái đối tượng một đó các bạn. Cái phần dược lý này thì bộ môn dược lý của khoa dược là phải dạy hết toàn bộ 8 mã ngành trong trường: điều dưỡng, xét nghiệm, y, răng hàm mặt, dược. Và đương nhiên là mỗi một cái đối tượng vậy nó sẽ có những cái nhấn mạnh cho một cái phần nào đó. Thì riêng đối với các bạn, tôi muốn giới thiệu cái này để các bạn chú ý một chút xíu, đó là cái khái niệm về tuân thủ trị liệu ha. Chúng ta đôi khi chúng ta sử dụng thuốc không có hiệu quả mà chúng ta cũng không biết lý do là tại sao, bệnh nhân nó không có hợp tác điều trị với đâu mất rồi. Đây đây, thì về cái cấu trúc của cái hệ trị liệu đó các bạn chưa thấy nó đơn giản lắm. Nó khi người ta có thể xài như thế này, gồm như đây nè, nếu một cái dạng thuốc quy ước thông thường khi cho uống vô thì nồng độ nó phóng thích lên, đó là cái dạng thông thường ha, và sau đó thì nó đào thải, nó giảm xuống lại, nên chúng ta bắt buộc phải dùng lặp lại để mình tạo ra một cái CSS. Thì những cái dạng thuốc này nó được kiểm soát cái quá trình phóng thích, mặc dù là một cái liều, đây là ví dụ chúng ta phải dùng 3 lần trong ngày, mỗi lần là 500 mg, tức là tổng liều trong ngày là 1.500. Thì bây giờ họ sẽ tạo ra các thuốc hệ điều trị này có 1.000, thậm chí 1.500 cũng không chừng, nhưng mà họ uống chỉ lần duy nhất chứ không phải bẻ hai bẻ ba gì hết. Vậy thì khi đó nó sẽ giải phóng nè, nó ra từ 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 ngoài, nằm trong cái cửa sổ trị liệu, và đến khi tới cuối ngày thì nó ra đủ 1.500, chứ nó không có ra mà chúng ta uống 3 viên cùng lúc thì nó sẽ giọt lên đây. Hay là nó giải phóng nhắc lại, tức là nó ra 1.500 rồi nó ra 500 nữa rồi nó ra 500 nữa, chứ nó không ra hết ồ ạt à, cùng lúc nha. Và hoặc là nó có kiểm soát, tức là nó ra và nó phóng thích đều 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 cái số 4, nó cứ vậy hoài, cái nồng độ vậy hoài. Thì thuốc này người ta gọi là thuốc thuộc hệ điều điều trị các bạn nha. Và nó cũng đơn giản đó các bạn thấy nó không có gì khó. Ví dụ như cái viên mà Vinang hồi nãy tôi nói với các bạn đó, nó có hai cái loại được bao bằng cái màu khác nhau đó, thì một loại nó xuống tới dạ dày nó mới tan nó ra 500, còn loại kia thì nó tụt xuống ruột nó mới ra, và như vậy thì nó ra 500. Người ta uống lần một không phải lặp lại, mặc dù cái liều nó là 1.000 nha. Hay trong trường hợp các bạn thấy nó có tạo ra rất nhiều cái lớp nữa, và mỗi một lớp giống như vậy nó sẽ phóng thích ra một cái lượng hoạt chất ở một cái thời điểm,
nó rã trong một khoảng thời gian nào đó, rồi nó phóng thích tội nhiêu đây, sau đó nó di chuyển xuống ruột, nó dạ rã ra, okay, nó lại phóng thích một cái lượng thuốc trong thời gian, trong khoảng thời gian nào đó nhiêu đây, thì rồi sau đó nó đi xuống cuối đoạn ruột chẳng hạn, cuối ruột bắt đầu qua ruột già thì nó mới phóng thích ra một cái lượng thuốc do nó rã cái lõi kế tiếp ở bên trong cùng này. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là cái nó sẽ phóng thích đều đều hoài, mặc dù cái hàm lượng của cái duyên rất rất lớn đó. Thì những cái dạng nó có không có đó các bạn, nhiều nha. Ví dụ các bạn thấy nó được ký hiệu bằng gì đó, đó là chữ LA nè, MER, XNLGR, tới đây nghe quen không, hoặc là Rita nè, Rita. Những cái thuốc mà ngoài cái bảng nó có cái ký hiệu đó là những cái thuốc có tác dụng kéo dài, nó được cấu tạo để nó phóng thích từ từ thuốc giống như vậy. Ví dụ trong trường hợp diclofenac á, nếu cái dạng thông thường là Voltaren 50 thì nó có hàm lượng là 50 cái miligam cái diclofenac á, thì cái viên này nó có thêm chữ SE ở sau, hàm lượng nó 75, và chúng ta dùng một lần trong ngày thay vì chúng ta phải uống 3 viên này, 3 viên 50, và chúng ta cũng dùng uống một lần, không phải bẻ em 2 bẻ em 3 gì hết, nó sẽ được phóng thích ra ra từ từ ha. Hay là nifedipine các bạn thấy ha, 10 mg cứ 6 giờ chúng ta lặp lại, thì cái nifedipine 20 mg Rita mình có bẻ hai không? Không bẻ hai, chỉ uống lần một và sau 12 tiếng mình mới uống lại lần nữa. Nên nếu mà có huyết áp cái không có kiểm soát được, cái paracetamol nó cũng có đó, cái Tylenol 8 giờ hoặc là cái Habacon. Habacon này 650 thì phải 5-6 giờ uống lần, còn cái Tylenol này thì cái hàm lượng vẫn 650 nhưng mà hai viên cứ 8 giờ mình mới lặp lại, thì nó sẽ khác khác ha các bạn. Nó có những cái chữ đó ha, Rita rồi bạn. Thì khi các bạn sử dụng cái này chúng ta phải lưu ý điều gì đây, tuyệt đối chúng ta phải tuân thủ theo cái hướng dẫn sử dụng, cái khoảng cách, cái thời gian, và cái nó có nhiều cái tên gọi lắm, thì các bạn chỉ cần nhớ thứ nhất đó là gọi là hệ điều trị. Một trong những cái mà người ta hay xài cũng khá nhiều đó chính là người ta gọi đó là cái hệ thống TTS, nó viết tắt của cái hệ hấp thu qua da. Dòm vô đây thì các bạn thấy nó là gì, những cái cấu làm nó làm rất đơn giản để các bạn hiểu lý do tại làm sao mà người ta không cho bẻ hai bẻ ba ra, để khi mặc dù liều rất lớn, ví dụ trong trường hợp này nó bỏ cái hoạt chất ra ở trong đó cộng với một loại tác dược đặc biệt, khi uống vô thì cái dịch tiêu hóa nó sẽ thấm vô và nó làm trương nở cái tác dược này lên, và đương nhiên nó sẽ đẩy cái hoạt chất màu xám này đi ra ngoài, và nó đẩy ồ ạt không, bởi vì cái vỏ này nó không có rã, cái lượng thuốc đi ra nó phụ thuộc vô cái gì đây, cái kích thước của cái đường kính của cái lỗ họ đục và cái số lỗ họ đục ở trên cái viên thuốc. Thì sau đó thì nó đi hết cuối cái đường ống tiêu hóa thì thuốc nó ra, và bây giờ còn chỉ còn cái vỏ không và nó theo phân ra ngoài. Nên nếu bây giờ chúng ta bẻ làm hai bẻ làm ba ra để chúng ta uống ngày 2 lần 3 lần trong ngày thì là rộng, mặc dù chúng ta thấy cái liều rất lớn nhé, mà bẻ ra vậy là cái viên thuốc bị phá vỡ cái cấu trúc rồi, hết xài được. Hay là trong trường hợp cái miếng dán là cái TTS hồi nãy đó các bạn, thì nó cũng là cái miếng dán bình thường thôi, nhưng mà khi dán vô thì một cái lượng lượng thuốc lớn ở đây nó không phóng thích ra liền hết, mà nó sẽ phóng thích đều đều ra, tốc độ phóng thích ra, nồng độ thuốc phóng thích ra phụ thuộc vô cái số lỗ và cái kích thước của cái lỗ mà tiếp xúc với da, để nó đem thuốc ra từ 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 hoài, và đến một cái thời gian nào đó thì lột bỏ. Nên hiện nay những cái thuốc các bạn sẽ thấy cái viên rã nhiều lớp hoặc là phóng thích chậm, đó là cái viên mà chúng ta thường hay nghe nhắc, cái viên sai tàu xe đó các bạn, nó dán ở chỗ dưới lỗ tai chút, để kiểu như mình đi đâu một cái 3 4 ngày gì đó mà mỗi ngày phải uống thuốc sai tàu xe, thì họ cho một cái dạng đó dán ngay ở bên dưới cái lỗ tai đó để nó phóng thích từ từ. Hay bây giờ cái thuốc ngừa thai họ cũng làm kiểu đó, thay vì uống mỗi viên 28 ngày, mỗi uống mà quên cái là bỏ, thì giờ nó dán miếng vô luôn giống vậy, nó phóng thích ra đều đều mỗi ngày. Hay trong trường hợp họ ứng dụng ra phía bên ngoài đó là cái miếng tẩm nicotine, những cái người mà nghiện thuốc lá đi đâu trong đi trên máy bay tàu xe lâu ngày chẳng hạn, hay là đi họp hội gì đó bị cấm hút thuốc, thì nó sẽ dán cái miếng đó để cho nicotine nó phóng thích đều đều ra.
Và cái mà đang ứng dụng hiện nay chắc chắn các bạn có biết đó là cái nhóm cái thuốc giảm đau có chứa phentanyl hay chứa morphine. Những cái người mà ung thư giai đoạn cuối các bạn sẽ thấy dùng morphine, thì nhất là người lớn tuổi thì không thể nào tiêm một ngày khoảng 15 ống morphine được hết. Thì hay là cái giảm đau phentanyl, nếu các bạn thấy có rất nhiều trường hợp người lớn tuổi đồng dân dân họ tìm những cái miếng này nè, họ dán vô một cái và cái tốc độ phóng thích của nó thì nó bắt đầu nó thay đổi theo thời gian, nó cứ ra từ 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 hoài giống giống vậy đó. Chúng ta không phải tiêm lặp lại nhiều lần nha các bạn. Và như vậy thì trong các dạng thuốc hệ điều trị này, nhắc lại, nó không có phải là thay thế hoàn toàn cho thuốc vi ước, mà nó chỉ khắc phục cái gì đó là nó bắt cho tuân thủ trị liệu dễ hơn. Thay vì uống 3 lần trong ngày thì chỉ cần uống một lần trong ngày cái tổng liều đó, nhưng thuốc nó không, vẫn kiểm soát được cái nồng độ nó phóng thích, do đó nó ra từ 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 từ. Các bạn sẽ thấy nè, có những chữ ME, XE. Vậy thì khi gặp những cái chế phẩm giống vậy thì khi sử dụng nó cũng có một số các nguyên tắc mà các bạn lưu ý. Thứ nhất, không dùng được cho cấp cứu nè, bởi vì nó phóng thích chậm, mình không thể nào tạo một cái nồng độ cao để có tác dụng được hết. Và cái thứ hai, cái cấu trúc của nó là để cho phóng thích từ từ cái hoạt chất, nên mặc dù chúng ta thấy cái viên đó có hàm lượng rất cao, ví dụ như là một ngày mình phải uống 2 viên mấy phọt viên 500 thì chúng ta có thể chỉ uống 1 viên 750 một lần và nó sẽ ra từ từ. Còn nếu chúng ta thấy 750 mình bẻ hai gì là rồi cái cấu trúc thuốc bị hư rồi. Nên đối với những cái thuốc dạng này thì chúng ta khuyến cáo là không có nên bẻ bẻ hai ra sử dụng. Và cái thứ ba, cái cấu trúc của nó đã được tạo ra để cho một cái giải phóng mỗi một cái khoảng cách dùng nhất định rồi, 6 tiếng thì nó sẽ ra từ từ từ. Chúng ta không được phép tự động thay đổi rút ngắn khoảng cách lại hay là kéo dài khoảng cách ra đối với những dạng thuốc này, bởi vì khi đó nồng độ, một là nó phóng thích ra rất nó vẫn còn đó, hai là nó đã phóng thích ra quá lâu không đủ để tác dụng điều trị, phải tuân thủ cho đúng cái khoảng cách mà cái nhà sản xuất nó hướng dẫn cho các loại thuốc cái dạng bào chế này các bạn. Thì đây là cái mà tôi muốn các bạn chú ý, đó là cái sử dụng những cái dạng thuốc này. Còn bào chế thì chuyện đó của bên dược nha. Đó là về các cái dạng thuốc nói chung. Vậy thì mỗi một cái dạng thuốc nó sẽ có một cái đường cho thuốc thích hợp, chúng ta đều biết hết. Như vậy thì cái việc chọn một cái dạng bào chế, một cái hoạt chất để đưa vô trong điều trị thì chắc chắn là nó phải phụ thuộc vô đặc điểm của dạng bào chế. Giờ các bạn cũng có một cái hoạt chất đó, giờ cái đối với một cái trường hợp chỉ định điều trị, chúng ta sẽ chọn cái dạng bào chế nào hay cái hoạt chất đó được đưa vô bằng cách nào thì người ta gọi đó là đường cho thuốc. Và cái đường cho thuốc nó sẽ phụ thuộc vô cái dạng bào chế. Đương nhiên không ai lấy cái viên nhét đít để uống, mà không ai lấy viên uống để nhét đít nha. Không ai là lấy cái ống thuốc tiêm để bẻ ra uống, và không có ai lấy một cái ống uống để rút để tiêm, nhất là tiêm tĩnh mạch. Đúng không? Thì các bạn sẽ thấy nó phụ thuộc vô đặc điểm của dạng bào chế. Còn cái thứ hai thì nó phụ thuộc vô cái nhu cầu và tình trạng của bệnh nhân. Xin lỗi các bạn nghe, tôi có điện thoại một chút xíu nha. Có gì không vậy em? Em kêu mở phòng. Đúng rồi đó, đám thằng Tài, thằng Phước, thằng Trường gì đó, em kêu em đưa nó, trong đó người ta đã xây rồi. Tôi để hình như ở đằng sau cái tủ ở trong phòng của tôi á. Tôi có dặn. Rồi xin lỗi các bạn, chúng ta tiếp tục nha. Vì thì nó phụ thuộc vô cái đặc điểm của dạng bào chế ha, một lựa một cái đường cho thuốc vô cơ thể đó. Và cái thứ hai nó phụ thuộc vô cái gì, vô nhu cầu với tình trạng của bệnh nhân. Bây giờ mình muốn điều trị cấp cứu, mình phải tạo một cái nồng độ cao bên trong máu ngay, thì chắc chắn không cho uống uống nó, nãy các bạn thấy nó hấp thu rất lâu để đi vô, phải không? Mà mình phải dùng các cái đường tiêm hay là tiêm trì tĩnh mạch ngay vô tức khắc, đó là cái nhu cầu của nó. Hay là chúng ta không có thể nào dùng các cái viên thuốc mà cái hệ điều trị kéo dài giống vậy. Bây giờ phụ thuộc vô tình trạng của bệnh nhân để chúng ta chọn một cái đường cho thuốc thích hợp của nó nữa. Đó là cái gì? Là ví dụ bệnh nhân đang hôn mê hay hậu phẫu mới đẩy ra, các bạn muốn hạ sốt giảm đau bằng cái paracetamol, nó có nuốt được không? Nó làm gì nó nuốt được. Cho nên một là phải đặt
trực tràng, hai là chúng ta phải truyền truyền cái dịch paracetamol, hay là bây giờ con nít thằng nhỏ nó quấy, nó khóc, nó ói mửa, hay là bệnh nhân có cơ địa nôn mửa, chúng ta làm gì cho thuốc uống được. Đó là cái mà các bạn sẽ thấy, nó phụ thuộc vô nhu cầu, phụ thuộc vô tình trạng, và đương nhiên nó chọn một cái đường cho thuốc thì phải có cái dạng bào chế. Bây giờ cái thuốc đó, cái dạng bào chế đó chỉ để uống, chúng ta không lấy để tiêm được đâu, nên các bạn để ý thấy có rất nhiều các thuốc chỉ để tiêm thôi, không có uống được, là do cái dự đồng học của thuốc, chúng ta không bẻ ống uống được bởi vì nó không hấp thu được. Ví dụ vancomycin, có để ý thấy không, hay là nhóm aminoglycosid như là gentamicin, amikacin, streptomycin, có thuốc uống không? Không có thuốc uống nè. Nó là cái, nó phụ thuộc vô cái đường đường cho thuốc. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi coi có bao nhiêu đường cho thuốc vô trong cơ thể. Cái bao ngoài da, cái các bạn để ý thấy chúng ta có thể nhỏ thuốc qua mắt, và chúng ta có thuốc nhỏ mắt, có nhỏ thuốc qua tai, có thuốc nhỏ tai, có thuốc nhỏ mũi, chúng ta có thuốc uống, chúng ta lại có cái thuốc đặt trực tràng, có thuốc đặt âm đạo, vân vân, phải không? Tất cả các lỗ tự nhiên mình đều có thuốc hết để sử dụng các, và sau đó chúng ta lại có tim, tim thì lại có gì đây, tim bắp, tim khác với chích không. Rồi chúng ta lại có gì, thuốc dán ngoài da, rồi bây giờ lại thọt vô chỗ nào muốn thọt, thọt chúng ta có thọt được vô cái khớp gối nè, chúng ta lại có thọt được vô màng phổi, thọt qua màng bụng, rồi vân vân, rồi thậm chí cả gây tê tủy sống. Rồi bây giờ dán ở ngoài da, hay là thoa ngoài da, hay dầu bôi ngoài da, thì những cái mà các bạn đang nhắc, mình đang nhắc từ nãy tới giờ, cái đó là cái gì các bạn? Cái đó là cách cho thuốc chứ không phải là cái đường cho thuốc. Đường cho thuốc là nó chỉ cái con đường mà qua đó thuốc nó sẽ xâm nhập vô bên trong cơ thể nha, chứ không phải là bằng cái cách nào mà chúng ta đưa vô. Thì như vậy thì người ta chia ra có ba cái cách, ở ba cái đường cho thuốc, đó là cái đường tiêu hóa, đường ngoài tiêu hóa và đường cho tại chỗ. Một số các tài liệu thì trong cái đường cho tại chỗ này họ lại phân ra trực tiếp thành những cái đường phụ thuộc vô cái cách mình đang cho. Thì sao phân biệt được cái này các bạn, thì nó cũng lẫn lộn nhau, nhưng đại khái chúng ta nhớ giống như vậy nè. Các bạn đi đến trường thì nó có hai con đường đến trường, phải không? Một là đường Nguyễn Văn Cừ, hai là quẹo vô đường Bạch Đằng để đi vô. Như vậy thì đường cho thuốc nó chỉ cái con đường nào mình có thể xâm nhập vô được ở bên trong cơ thể. Vậy thì khi đối tới đường cho thuốc thì chúng ta sẽ lưu ý đến nào các bạn? Vị trí mà thuốc sẽ được hấp thu đưa vô cơ thể. Vậy thì các bạn, giả sử các bạn đến trường bằng đường Nguyễn Văn Cừ thì các bạn phải chú ý chỗ đó, đó nó có thuận tiện để quẹo vô hay không. Sáng chủ nhật nó đóng cửa, chiều thứ bảy nó đóng cửa, như vậy thì muốn vô trường thì không có đi đường đó được, bắt buộc phải đi ở đường Bạch Đằng. Đó là cái đường cho thuốc đó, chúng ta phải chú ý đường cho thuốc, làm chúng ta quan tâm đến cái vị trí thuốc hấp thu vô bên trong cơ thể chỗ nào. Còn cách cho thuốc là chúng ta nhằm các tạo ra, nhằm đem thuốc vô bằng một cái con đường cho thuốc với một cái mục đích như thế nào đó thì gọi là cách cho thuốc. Ví dụ chúng ta muốn cho thuốc vô cái nhỏ mắt để có tác dụng tại chỗ thì chúng ta phải nhỏ nhỏ mắt, chứ làm sao mà nhỏ mũi nó quay ngược lên trên mắt được. Thì cái cách cho thuốc là ở chỗ, ví dụ các bạn có thể đến trường bằng đường Nguyễn Văn Cừ, bằng đường Bạch Đằng, nhưng các bạn có thể đến bằng cách gì đây? Bằng cách đi bộ, bằng xe hơi, bằng máy bay, hay là bằng xe Honda, thì đó là cách cho thuốc, và nó phụ thuộc hoàn toàn vô cái mục đích để chúng ta đi đến trường. Vậy thì cái cách cho thuốc là chúng ta chọn một cái đường cho thuốc cho một mục đích điều trị như thế nào. Ví dụ bữa bữa nay các bạn học 9 giờ mới bắt đầu học, thì 8 giờ sáng các bạn ở nhà, các bạn đi bộ tèn 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 vô, quẹo vô cổng, tức là vẫn phải đi hai con đường đó nếu chúng ta muốn đến trường, nhưng chúng ta có thể đi bộ tèn tèn từ nhà vô. Nhưng mà giả sử như 1 giờ chúng ta thi, 1 giờ kém 15 phải có mặt, vậy thì các bạn ở nhà 12 giờ rưỡi mới ăn cơm xong, mới làm, mới thực tập lâm sàng xong, chạy ra ăn cơm xong thì có đi tèn tèn vô được không? Chắc chắn phải kiếm Honda gì chạy ào 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 vô để kịp đúng giờ, phải không? Hay là bây giờ buổi buổi đó chúng ta đi đến trường là với mục đích không có học, chỉ lên thư viện hay họp nhóm chơi thôi,
Vậy thì nó nói 8 giờ, nhưng mà mình có cần đến 8 giờ không? Ở đâu cần 8 giờ thư viện mới mở cửa, tao cứ đi tàn tàn, mặc dù tao hẹn với cái nhóm học của mình 8 giờ đó, nhưng tao cứ đi tàn tàn, 9 giờ tao vẫn có mặt được. Thì cái đó là cái cách nha. Như vậy thì các bạn sẽ thấy đường cho thuốc nó chỉ làm sao cái thuốc đưa vô được trong cơ thể, và người ta sẽ quan tâm đến vị trí hấp thu, chúng ta sẽ coi có cái cửa nào để đi vô, đâu vô bằng cửa nào trên con đường đó. Còn cách cho thuốc là chúng ta sẽ sử dụng cái đường cho thuốc đó, cái vị trí hấp thu đó với một cái mục đích điều trị như thế nào, chúng ta muốn điều trị như thế nào thì ta gọi là cách cho thuốc. Vậy thì về mặt phân loại đường cho thuốc, nó có ba cái đường chính, đó là đường tiêu hóa, cái gì liên quan đến ống tiêu hóa hết, từ uống ở trên xuống, nhét từ dưới đít lên thì họ gọi là đường tiêu hóa. Đường ngoài tiêu hóa thì được định nghĩa dễ hiểu hơn, đó là sử dụng một cái phương tiện cơ học để cho vô bên trong cơ thể, thì họ gọi đó là cái đường cho đường ngoài tĩnh mạch, dùng một cái phương tiện cơ học các bạn cho thuốc vô bên trong cơ thể, hay là gọi đó là đường ngoài tiêu hóa. Nó viết nguyên cái chữ gốc mình, người ta dịch cũng ra đúng đó chữ bạn, đó là chữ cái parenteral, tức là ở ngoài cái đường ruột. Còn đường cho thuốc tại chỗ thì người ta định nghĩa chung không phải là bôi ngoài da, mà đường cho thuốc tại chỗ là thuốc sẽ vào bên trong cơ thể ngay chính vị trí nó tiếp xúc với cơ thể, mà chúng ta không mượn một cái phương tiện nào hết, hay là không có cần phải đi qua một cái giai đoạn hấp thu gián tiếp nào hết. Ví dụ, thì người ta gọi đó là cái đường cho thuốc tại chỗ. Cho nên bôi ngoài da là một đường cho thuốc tại chỗ, và cái sử dụng cái đường khí dung cũng vẫn là đường cho thuốc tại chỗ, bởi vì nó sẽ hấp thu ngay qua các niêm mạc đường hô hấp để nó vô ngay trong từng hoàng máu. Thì đó gọi là đường đường cho thuốc tại chỗ. Hay là đôi khi một số các trường hợp thì họ lại cho cái đường đặt trực tràng hay là đường đặt âm đạo cũng là một cái đường cho thuốc tại chỗ, bởi vì nó chỉ vượt qua niêm mạc của trực tràng hay niêm mạc âm đạo để nó vô ngay bên trong trong máu ngay tức khắc. Thì tùy theo các phân loại đấy các bạn, như cái định nghĩa của nó, mỗi một cái đường cho thuốc như tôi nói, chúng ta quan tâm diện gì, chúng ta quan tâm thứ nhất là cái vị trí hấp thu, và cái thứ hai để lựa chọn thì đương nhiên nó sẽ có căn cứ vào cái ưu khuyết điểm của cái đường đó để chúng ta lựa chọn sử dụng vậy thôi. Bây giờ cái thứ nhất là cái đường tiêu hóa, thì thuốc nó sẽ được hấp thu ở đâu đây? Nó hấp thu theo dọc theo ống tiêu hóa, cả kẻ nhét từ dưới hậu môn đặt lên như vậy, nhét lên thì như vậy, thì cái ưu điểm của nó là gì? Nó là tương đối đơn giản nhất, nhất là cái đường uống nha. Và nó an toàn không? Nó tương đối an toàn, bởi vì sao? Nếu chúng ta lỡ có cho lộn thuốc hay bệnh nhân cố ý dùng cái ngộ độc thuốc, quá liều để ngộ độc thuốc, bệnh nhân cố ý, thì thuốc vẫn phải di chuyển qua đường thực quản xuống dạ dày, xuống ruột rồi mới hấp thu vô, và mình có thể can thiệp, mình có thể làm giảm quá trình hấp thu này, đưa bệnh nhân vô có thể là xúc ruột, rồi dân dùng than hoạt tính hấp phụ rồi dân, thì nó tương đối an toàn, bởi vì nó phải cần có thời gian hấp thu và nó di chuyển khá lâu trong ống tiêu hóa. Nhưng nhược điểm nó khá nhiều, nãy mình mới nhắc tới nha các bạn, đó là bệnh nhân phải có ý thức hợp tác với thầy thuốc, uống phải 3 lần trong ngày, giờ uống 1 lần thì nồng độ thuốc nó không có vô được có hiệu quả à. Mà uống 1 lần mà gom hết 3 viên trong ngày uống lượt luôn thì ngộ độc thuốc vậy thôi. Và nó di chuyển theo ống tiêu hóa nên chắc chắn nó bị ảnh hưởng bởi các dịch tiêu hóa phá hủy, nên các bạn thấy những cái thuốc bản chất là protein động dân, hay là những chất bị phá hủy bởi cái dịch vị, tức là bị phá hủy ở pH axit, thì chắc chắn uống được uống không được. Những cái chất mà gây kích ứng cho cái ống tiêu hóa, gây bỏng rát hoặc là nó tạo ra vị đắng khó chịu đường dân thì chắc chắn khó uống và nó không thích hợp cho cái mùi vị khẩn cấp, và do nó đi một cái giai đoạn dài mới vô được tạo nồng độ trong máu nên nó cũng không thích hợp lắm cho các trường hợp khẩn cấp hoặc là bệnh nhân đang hôn mê thì không có cái nuốt vô được gì hết ha. Đương nhiên chính vì nó di chuyển và nó chịu quá nhiều cái yếu tố như vậy thì đây là cái đường mà khó tiên lượng nhất về cái hàm lượng của một cái thuốc, cái nồng độ của một thuốc khi được đưa vô từ một cái liều lượng và là bao nhiêu. Nhưng rất khó tiên lượng chính xác, thì đó là cái đường tiêu hóa. Vậy thì mình coi coi vị trí hấp thu của các cái đường tiêu hóa, chúng ta hay quên ngay từ đầu, nó sẽ được hấp thu ngay ở dưới cái niêm mạc lưỡi,
ở hai bên cái sàn miệng và theo cái hai bên cái má ở sàn miệng, và nó vô ngay tĩnh mạch cổ và nó về trong tuần hoàn, nó có tác dụng rất nhanh cho một số thuốc. Và chúng ta nhớ ha, đối với cái đường tiêu hóa đó thì do cái cấu trúc giải phẫu nó vượt qua hệ thống tĩnh mạch mạch treo ở niêm mạc ruột nè, nó đổ về ngay tĩnh mạch cửa và nó đi thẳng qua gan rồi nó mới đi vô trong tuần hoàn. Và chúng ta nhớ gan là một cái cơ quan biến đổi của thuốc rất lớn, nó không những chỉ thuốc mà bất cứ chất ngoại sinh nào đi ngang qua gan thì thế nào cũng bị biến đổi. Cho nên là hãy sử dụng bằng đường ống tiêu hóa thì người ta rất khó tiên lượng được chính xác cái nồng độ thuốc thực sự vô được cơ thể là bao nhiêu, bởi vì nó phụ thuộc vô cái tiến trình hấp thu nè, nó phụ thuộc vô có bị phá hủy ở dạ dày ruột hay không, nó có phụ thuộc vô nó đi ngang qua gan nó bị phá hủy như thế nào do cái chức năng gan của cái người bệnh nhân. Thì những phần này nữa chúng ta sẽ học, đó là cái hiệu ứng vượt qua lần đầu. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy rất khó tiên đoán chính xác cái liều lượng thuốc được hấp thu vào. Và điều đó nếu chúng ta sử dụng qua cái đường này, đường ở nó thuốc được hấp thu qua niêm mạc lưỡi thì nó vô ngay, nó có tác dụng, một số thuốc sẽ tránh qua cái gan gan. Nên các bạn sẽ thấy một số thuốc như là insulin, viên ngậm hoặc là một số hormone nội tiết tố của bản thân là các cái protein đó thì người ta có thể sử dụng qua cái viên đặt ở dưới lưỡi để người ta ngậm. Hay trong trường hợp cái như thuốc mà trong cái chống đau thắt ngực như là cái nitroglycerin đặt dưới lưỡi đó các bạn, những cái người mà bị đau thắt ngực đó, các bạn thấy mấy cái phim Hồng Kông rồi đó, mấy thằng cha già chửi lộn đuổi nhau cái bị chọc cái té khịu khịu xuống, cái móc trong túi ra cái viên thuốc bỏ miệng ngậm, cái đứng lên múa giỏ rồi tiếp vậy đó. Thì đó là nó minh họa cho mình cái tác dụng mà trong trường hợp chống đau thắt ngực rồi trong nhồi máu cơ tim nó hấp thu rất rất nhanh. Cái chống đau thắt ngực chứ thì nó sẽ có hấp thu rất rất nhanh. Và có một cái viên các bạn nhớ đó là viên gì đó, alpha-simotypsin, đúng không? Dùng trong người ta đặt ở chỗ này bởi vì bản thân nó là một cái men kháng viêm, mà hễ là men thì nó có thể bị dịch tiêu hóa phá hủy nên người ta cho hấp thu qua dưới niêm mạc lưỡi. Và hiện nay thì cái chỉ định của alpha-simotypsin nếu chúng ta không có lưu ý thì bệnh nhân gần như nuốt trầm các bạn. Trước đây nó được chỉ định trong trường hợp viêm họng cấp đó, thì người ta cho ngậm ở đó để họ nói là có tác dụng chống phù nề tại chỗ trong trường hợp viêm họng cấp. Tuy nhiên sau đó thì bảo hiểm y tế họ căn cứ vô đâu đó họ nói là không có bằng chứng y học, không cho thấy, không có cái bằng chứng nào cho thấy là dùng cái alpha simotrypsin này thì có hiệu quả trong trường hợp phù nề do cái viêm họng cấp, cho nên là nó gạt ra ngay. Bạn nào đã có tham gia trong khám ở các phòng khám, các bạn đã làm công tác y tế cơ sở rồi phải không, thì các bạn đều biết hiện nay chỉ định cái viêm họng mà cho alpha simotrypsin vô thì là nó gạt ngay tức khắc, và bảo hiểm y tế nó xuất toán ngay tức khắc và nó nói là không có bằng chứng y học. Nhưng đây là cái đường hấp thu, chúng ta phải nhớ cái bản chất của nó là một cái men tiêu hóa, cái men kháng viêm. Và như vậy thì nếu chúng ta nuốt trọng thì cái dịch tiêu hóa nó sẽ phá hủy. Trong cái đường tiêu hóa thì người ta gọi đường uống để gọi chung cho cái thuốc, nó có thể hấp thu qua cái niêm mạc dạ dày, có thể hấp thu qua niêm mạc ruột non để vô trong cái tĩnh mạch cửa và nó đổ về gan. Thì họ gọi chung đó là đường uống. Như vậy chúng ta hay nghĩ là thuốc uống sẽ hấp thu chủ yếu qua ruột, không phải em các bạn, mà nó có thể hấp thu ra dạ dày và thậm chí người ta phải lưu nó lại trên dạ dày, càng lâu thì thuốc sẽ hấp thu càng nhanh, nó tụt xuống ruột thì nó sẽ mất tác dụng hoặc nó không hấp thu được. Ngược lại có những thuốc khi uống vô thì lại phải là đem xuống ruột càng nhanh thì thuốc hấp thu mới vô được, còn lưu lại dạ dày là không hấp thu được gì hết. Cho nên là nó dẫn tới cái tình trạng có thuốc chúng ta phải uống trước bữa ăn để cái dạ dày nó trống, hoặc là có thuốc chúng ta phải uống sau bữa ăn để nó lưu lại cùng thức ăn, nó chậm đi xuống ruột hơn, nó ở dạ dày và như vậy nó sẽ hấp thu tốt hơn. Đó là nó phụ thuộc vô cái vị trí nó hấp thu chỗ nào mà chúng ta cho uống trước hay uống sau bữa ăn, lý do nó là vậy đó các bạn. Thì cái hấp thu này chúng ta sẽ đi theo một cái khoảng rất lớn ở trong phần hấp thu khi sử dụng thuốc. Cấu trúc của cái niêm mạc dạ dày và niêm mạc ruột thì cái nó được nuôi bởi hệ thống tĩnh mạch ở đó, cái hệ thống mạch máu nó rất khác nhau, cho nên người ta hay cứ quan niệm đó là cái hấp thu thuốc chính yếu ở ruột non ha. Nhưng không phải các bạn, vẫn có những thuốc nó được hấp thu chính yếu ở dạ dày.
Còn đối với sử dụng thuốc qua cái cuối cùng đó là cái đường trực tràng, đương nhiên thuốc sẽ hấp thu qua cái niêm mạc trực tràng và nó đi vô trong tuần hoàn máu bằng cách nào đây? Qua hệ thống bạch huyết, nhưng rất ít, chủ yếu là nó đi theo hệ thống tĩnh mạch trĩ để nó về trong tuần hoàn chung. Và cái hệ thống tĩnh mạch xuất phát từ ở trong cái niêm mạc trực tràng đó, nó có ba cái nhánh, đó là tĩnh mạch trĩ hạ, tĩnh mạch trĩ trung và tĩnh mạch trĩ thượng. Thì chỉ có cái tĩnh mạch trĩ thượng nó mới đi ngang qua vô bên trong gan, rồi nó mới bắt đầu đi vô trong tuần hoàn, vô tĩnh mạch cửa. Còn cái hai cái tĩnh mạch trĩ giữa và trĩ dưới thì nó lại không đi qua ngang qua gan, mà nó lại đi vô ngay trong tĩnh mạch chủ dưới và nó vô ngay trong tuần hoàn. Cho nên nếu mà thuốc được hấp thu qua cái tĩnh mạch trĩ trên thì nó sẽ bị phá hủy một phần khi đi ngang qua gan. Còn nếu nó được hấp thu qua cái tĩnh mạch trĩ giữa với tĩnh mạch trĩ dưới thì nó sẽ thoát qua cái khỏi gan, nó đi thẳng vô trong cái tĩnh mạch chủ dưới và nó vô trong tuần hoàn. Vì với cái đặc điểm giống như vậy đó, cho nên là người ta đã đặt ra cấu trúc của nó, giải phẫu của nó giống như vậy, và người ta mới đặt ra cái việc chúng ta dùng cái dạng thuốc đạn. Thì cái câu hỏi vẫn bàn cãi rất nhiều, đó là chúng ta nhét đầu bằng hay đầu nhọn vô trước, đó là cái câu mà người ta sẽ bàn cãi nha. Và phía bên dược nó có cái môn học gọi là sinh dược học, tức là một cái dạng bào chế đưa vô một cái đường hấp thu, thì nó phải người ta mới nghiên cứu thiệt là kỹ để làm sao thuốc hấp thu được tốt nhất nha. Thì họ gọi đó là cái môn sinh dược học. Và cái viên đã thuốc đạn được tạo ra để đặt trực tràng, đúng không? Như vậy thì có nghĩa là nó phải được đưa như thế nào để được hấp thu tốt nhất. Thì muốn đưa đường nào vô cũng được hết các bạn, nếu đưa cái đường nào vô cũng được, cái đầu nào vô cũng được hết, thì chúng ta cứ việc là làm cái viên thuốc có hai đầu y chang nhau, muốn nhét gì nhét, mắc gì phải tạo ra hai cái giống vậy. Đó là ngay đầu tiên chúng ta phải hiểu điều đó nhé. Ủa, làm một cái hình thôi giống thôi thì đầu nào nhé cũng được, mắc gì phải làm đầu nhọn, làm đầu phẳng. Thì theo các bạn, chúng ta đưa đầu nào vô trước? Tao trả lời coi, nó là liên quan giữa cái sử Đầu dụng bằng. thuốc theo đầu bằng. Nhưng mà có ai dùng đầu nhọn không? Dạ. Có ha, cũng Đầu nhỏ không thầy? có vẫn đưa đầu nhọn phải không? Ừ. Như vậy á, cái do đó cái môn sinh dược học nó đặt ra khi người ta chế ra một cái dạng bào chế đó, và mục đích giống vậy đó. Có người họ nói giống vậy nè, cho cái đầu nhọn vô thì bây giờ là thuốc đạn thì phải đưa vô để bắn déo déo như viên đạn, bắn vô càng sâu càng tốt, đúng không, nên cho đầu nhọn. Nhưng thực tế nếu chúng ta bắt đầu phân tích về cái dạng bào chế để tác dụng á, thì người ta sẽ nói là đưa đầu bằng, và mục đích của người ta sản xuất là giống vậy. Cái đầu bằng nó có lớn hơn đầu nhọn không? Nó nhỏ hơn mà, chứ đâu phải là cái đầu nhọn lớn hơn, nhỏ hơn đâu. Đó là cái thứ nhất. Khi mình đưa cái đầu bằng vô trước thì đẩy cái viên thuốc vô, nhúng một cái miếng nước ướt ướt hay là để cho một ấm một chút xíu đó, nó trơn á, thì đẩy nó vô, và sau đó mình mới túm cái hậu môn lại, thì cái nó sẽ ôm cái dừa cái đầu nhọn giống vậy, và cái phản xạ co thắt cơ vòng hậu môn nó diễn ra và nó đẩy cái viên thuốc đi vô ngay, nó ôm trọn luôn. Còn nếu chúng ta đưa cái đầu nhọn vô trước thì cái phản xạ co thắt cơ vòng hậu môn nó bóp lại, và nó bóp không có khít như vậy. Tùy theo cái trường hợp kỹ thuật chúng ta đặt, có thể nó bóp để đẩy vô và có thể nó bóp văng viên thuốc ra ngoài, nên nó sẽ dướng ngay lại chỗ đó. Đó là cái mà đầu tiên hết, người ta làm cái đầu nhọn là để chi? Để cho cái cơ vòng hậu môn nó bóp lại, nó phản xạ co thắt cơ vòng hậu môn nó sẽ bóp lại và nó ôm cái đầu nhọn và nó đẩy viên thuốc vô. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai quan trọng hơn ở chỗ gì đây? Nó đẩy cái đầu bằng vô thì nó có đi xa được không? Nó không có đi xa được, và nó rớt, nó đẩy vô cái đầu bằng nó không đi xa được, nó nằm ngay đâu? Nó nằm ngay cái hệ thống tĩnh mạch trĩ giữa và tĩnh mạch trĩ dưới. Thuốc nó sẽ được hấp thu ngay đi vô trong tĩnh mạch chủ dưới, không đi ngang qua gan. Còn các bạn đẩy càng sâu vô bên trong thì nó sẽ nên đẩy viên đạn sâu sâu bên trong là không hiểu gì hết về cái cấu trúc giải phẫu, phải không? Nó vô sâu bên trong thì bây giờ nó nằm ngay cái tĩnh mạch trĩ trên, và bây giờ thuốc nó sẽ đi ngang qua gan và nó bị bắt rất nhiều. Còn trong khi đó cái đầu nhỏ nó ôm vô, nó đẩy cái đầu bằng đi tới một khúc nó ngưng, và nó nằm ngay ở cái vị trí của tĩnh mạch trĩ giữa và tĩnh mạch trĩ dưới. Như vậy thì nó sẽ vô ngay cái tĩnh mạch chủ dưới và nó không đi ngang qua gan.
nó hạn chế bớt cái sự phá hủy của thuốc đi ngang qua gan. Đó là mục đích của người ta làm giống vậy đó các bạn. Nếu chúng ta phân tích ra cấu trúc giải phẫu cái dạng thuốc thì chúng ta sẽ thấy ngay. Và cái thứ hai nữa, các bạn có xài rồi các bạn thấy cái vết xé để lấy cái viên thuốc ra nó nằm ở chỗ nào đây? Nó xé ra ở chỗ cái đầu băng à. Và khi đó người ta chỉ cần lận cái viên thuốc ra và người ta nhét từ từ vô, phải không? Chứ nếu mà xé ra ngay cái đầu băng rồi lại lấy cái tay kéo cái viên thuốc ra rồi xoay ngược lại mới nhét cái đầu nhọn vô là cái tay mình dơ, mình nhiễm cái viên thuốc rồi. Có để ý thấy không? Cái kỹ thuật người ta sản xuất là người ta đã tính toán những cái hết sức là đúng về cái mặt, người ta gọi đó là sinh dược học, để thuốc hấp thu được tốt nhất, thuận tiện nhất. Nên nếu cho nên là chúng ta sẽ không đặt vấn đề cãi các bạn, bởi vì cái kỹ thuật là làm sao miễn đưa thuốc được vô tốt nhất thôi. Còn cái việc đưa có nhiễm bẩn hay không, việc đưa có viên thuốc bị đẩy ra hay không, nó là được huấn luyện về mặt kỹ thuật. Nên có những cô điều dưỡng ngay từ lúc đầu, hoặc là chúng ta quen, chúng ta đã xài bằng cách nhét đầu nhọn vô trước và kỹ thuật rất tốt, thì người ta cứ quen, người ta làm giống vậy. Mình hơi đâu mình cãi với người ta làm chi. Nó dễ hiểu. Từ nhỏ chúng ta đã được không, nhà không có nhắc, nên lúc cầm đũa ăn cơm đã cầm đũa tay trái rồi. Vậy thì lớn lên đi ăn thì cứ mắt ăn tay trái. Ủa mắt gì mà lại phải cầm tay phải để gấp không được. Nên những cái cô mà xài, những cái bạn, những cô kỹ thuật điều dưỡng, đúng, những cô điều dưỡng vân, họ dùng cái đầu nào đó họ làm rất là thuận với họ, do họ được huấn luyện, họ quen cái thủ thuật đó rồi, thì hơi đâu mình cãi người ta làm chi. Không? Nhưng về trên nguyên tắc thì chúng ta phải nhớ cái dạng bào chế đó được tạo ra là để đưa cái đầu nhỏ bằng vô trước, giống như vậy đó nha. Nó về về mặt hấp thụ để mình có thể mình nói với người ta. Còn cái chuyện người ta làm cái gì quen rất là quen, họ ăn tay trái quen rồi đừng bắt người ta chuyển tay phải. Không? Đó là cái để các bạn chú ý về cái đường trục trặc được ha. Đó là những cái mà chúng ta, các bạn để ý thấy đối với sử dụng thuốc vân vân, lúc nào người ta cũng dùng cái từ khuyến cáo, khuyến cáo là nên cái gì, khuyến cáo là nên cái gì, chứ không có bắt buộc. Đó là cái là chú ý. Về cái đường ngoài tiêu hóa thì nó được đưa vô cái cơ thể bằng một cái phương tiện, đó là cái mũi kim tiêm. Và về mặt kỹ thuật tùy theo cái góc độ thì nó sẽ, chúng ta có tiêm dưới da, chúng ta có tiêm trong da, chúng ta có là tiêm bắp vân vân. Ưu điểm của cái đường ngoài tiêu hóa là gì các bạn? Nó hấp thu trực tiếp, nó không phải đi qua một loạt các hệ thống niêm mạc tổ chức, giống như niêm mạc tiêu hóa, giống như niêm mạc da, thấy không? Và như vậy á thì mình có thể khống chế được cái liều khi mình đem vô, nhất là đường tiêm tĩnh mạch. Các bạn cứ bơm vô thì bao nhiêu thuốc là đem thẳng vô bên trong, nhất là đường tiêm tĩnh mạch. Cho nên khi sử dụng thuốc trong phần về tính toán liều về sau này á, thì các bạn cứ nhớ hãy dùng bằng đường tiêm tĩnh mạch thì coi như thuốc hấp thu trầm trọng, đúng không? Vậy bị vô trực tiếp trong mắt. Còn những cái đường thuốc, đường cho thuốc không phải là đường tiêm tĩnh mạch thì thuốc nó sẽ hấp thu không bao giờ trọn vẹn hết, trầm trọng được hết, thì chúng ta sẽ coi tới sau này ha. Nó như vậy thì nó khống chế được cái liều cho thuốc, và đương nhiên nó tránh được cái sự phá hủy của gan, của dịch tiêu hóa. Đó là những cái chỗ mà tạo ra cái hiệu ứng vượt qua lần đầu rất lớn. Đồng thời nó sẽ thích hợp cho những cái thuốc có mùi vị khó chịu nha. Những cái thuốc không tan trong lipid này thì nữa chúng ta sẽ giải thích sau các bạn. Hay là những cái trường hợp bệnh nhân mà đang ở những cái trạng thái đặc biệt không có uống được, thì cái đường cho ngoài đường tiêu hóa nó phù hợp. Nhưng nhược điểm là gì đây? Bơm vô lộn rồi có lấy ra được không? À, rồi đúng không? Đưa vô rồi nên là rất khó lấy ra, nên nó kém an toàn và nó gây đau, nó đắt tiền. Chúng ta thấy có rất cái ống tiêm, cái nãy tôi nói đó, trong cái ống tiêm thuốc nó có rất nhiều cái chất nằm bên trong đó, chứ không phải chỉ có dung môi với hoạt chất. Cho nên là để, nếu ngoài ra chưa kể đó là cái kỹ thuật đưa thuốc nữa, nếu không thì chúng ta rất dễ gây ra áp xe, nhiễm trùng ruộng dân nha. Thì đó là cái nhược điểm của nó. Thì trong cái quá trình hấp thu này thì các bạn sẽ thấy nó cũng tuân thủ theo đúng về cái sinh dược học của một cái thuốc khi người ta nghiên cứu một cái dạng bào chế. Đối với những cái thuốc tiêm dưới da, tiêm bắp thì đầu tiên hết cái hoạt chất đó, đó nó phải tan được ở trong cái dịch ngoại bào ở tại cái nơi phân bố, và sau đó nó mới được hấp thu vô trong tuần hoàn máu. Thì ở trong cái dịch ngoại bào này cái tỷ lệ nó hấp thu vô như thế nào đó thì nó phụ thuộc vô trong cái phần hấp thu nữa chúng ta sẽ bắt đầu nhắc tới ở cái phần hấp thu.
Thì còn riêng đối với đường tiêm tĩnh mạch thì coi như mình đưa trực tiếp vô trong máu rồi, phải không? Còn cái mà các bạn cũng chú ý thêm đó là những cái ký hiệu ha, đường dưới da hay là đường tiêm trong da hoặc là đường tiêm bắp vân vân. Thì đối với cái đường tiêm trong dưới da đó các bạn, thuốc nó sẽ được hấp thu qua cái gian bào chất nằm ở bên dưới. Và như vậy thì đau không? Đau. Bởi vì các cái đầu mút sần kinh nè, các bạn thấy cái đầu vàng vàng này nó vẫn còn, nó nằm ở đây. Cho nên là cái tiêm dưới da coi vậy mà là đau không, tiêm bắp đó. Và thuốc nó sẽ hấp thu qua các cái gian bào chất để nó đi vô trong cái hệ thống mao mạch, rồi sau đó nó đi vô trong cái tuần hoàn chung. Cấu trúc chính yếu của cái dịch thể ở cái gian bào chất là cái thành phần chính nó tạo ra cái độ nhớt, đó là cái axit hyaluronic, nó tạo ra cái độ nhớt của cái gian bào chất này. Do đó nó càng kẹo chừng nào thì thuốc lại càng khó hấp thu được qua cái hệ thống mà mao mạch để đi vô bên trong. Nên đôi khi các bạn sẽ thấy có một số các cái chỉ định điều các cái cách dùng đặc biệt đó. Đây là cái cách dùng đó, cũng dùng cái đường ngoài tiêu ở đường đường dưới da này, nhưng họ sẽ cho thêm một cái ống hyaluronida. Cái ống này á, cái đây là một cái enzyme, các bạn cứ nhớ nhé, có chữ A sau là cái enzyme để phá hủy cấu trúc của một cái gì ở trước đó. Nên cái enzyme này đương nhiên nó gì đây, nó thủy phân cái axit này và nó làm cho loãng cái gian bào chất ra, và nó dẫn đến là cái thuốc dễ hấp thu vô đây hơn. Thì trước đây người ta xài khá nhiều ở trong đối với trường hợp cho các cái bệnh nhi, hoặc là các bạn thấy mấy cái đứa bé mới đẻ ra mà nó bị sơ sinh sinh non làm gì, chúng ta đưa thuốc vô thì ghim ở ngay cái trán, có phải là chúng ta ghim tĩnh mạch trán không, đâu có đâu, ở dưới da, phải không? Và sau này thì cái kỹ thuật tiến bộ hơn rất nhiều, họ dùng đèn để họ rọi, họ soi kiếm tĩnh mạch được dân. Còn trước đó thì họ chỉ găm ngay ở dưới da trán, và như vậy thì họ phải phối thêm một cái ống giống vậy để nó làm cho phân giải cái độ nhớt ở đây, làm cho cái thuốc nó hấp thu vô. Chứ mấy cái đứa bé mới sinh ra, nhất là sinh non đồ, kiếm tĩnh mạch nó đâu phải dễ. Đó là cái các bạn sẽ đôi khi gặp cái chế phẩm này thì chúng ta biết cái tính chất của nó ha. Còn tiêm bắp thì đương nhiên thuốc sẽ hấp thu qua cái cơ, và mỗi một cái sợi cơ giống vậy nó có một cái mạch máu đi kèm theo nên thuốc hấp thu rất nhanh. Và nhìn vô trong này thì các bạn sẽ thấy là gần như là chúng ta chỉ sử dụng được những cái thuốc mà nó hòa ngay vô trong cái mạch máu nuôi cái sợi cơ để nó đi vô trong tuần hoàn. Không có thể nào sử dụng được những cái thuốc mà gây hoại tử cái tư mô, gây kết tinh lắng động tại chỗ. Dồn vô cái đường thì chúng ta sẽ hình dung ra ngay. Cái đường tiêm tĩnh mạch thì đương nhiên thuốc nó sẽ đi qua cái giai đoạn hấp thu mà nó đi thẳng vô trong tuần hoàn máu. Nhớ nè, người ta định nghĩa hấp thu thuốc là cái giai đoạn từ vị trí cho thuốc vô tới trong tuần hoàn máu thì được gọi là giai đoạn hấp thu. Còn từ tuần hoàn máu bắt đầu nó đưa đến các cái mô để có tác dụng thì giai đoạn đó là giai đoạn phân phân bố các bạn. Như vậy thì trong cái đường tiêm tĩnh mạch, cái lợi điểm của nó là chúng ta không có giai đoạn hấp thu, chúng ta đưa thẳng vô bên trong tuần hoàn máu luôn để nó lưu thông luôn. Do đó nó tác dụng rất nhanh khẩn cấp. Tuy nhiên bây giờ vô thì các bạn cũng thấy có rất nhiều cái yếu tố chi phối ha. Thứ nhất là chúng ta không dùng được những cái thuốc mà nó gây hoại tử nè, hay là nó gây ra cái những cái thuốc có trọng lượng phân tử lớn có thể gây làm tắc mạch, đặc biệt là những cái thuốc gây co mạch cục bộ tại chỗ, ví dụ adrenaline dân. Nên các bạn thấy cái chống sốc mà dùng cái adrenaline thì tính chất adrenaline nó gây co mạch cục bộ tại chỗ nên nó dẫn đến ngay cái co mạch, và nó dẫn đến là ngay cái thiếu máu cái nuôi ở cái mạch vành ở cơ tim ngay tức khắc, phải không? Như vậy thì trong trường hợp đó thì người ta lại sau này adrenaline họ ít có, họ trong trường hợp cần cái gấp thì họ dùng cái phương pháp pha loãng ống tim đó, họ sẽ hòa cái adrenaline, họ rút cái ống adrenaline vô xong họ bơm bỏ rồi họ rút nước cất vô để nó cho nó hòa với cái lượng còn dính lại trên cái ống tim, và sau đó họ tiêm trực tiếp vô tĩnh mạch nếu trong trường hợp sốc phản vệ. Còn sau này thì họ dùng đa phần là họ dùng tiêm dưới da các bạn, họ tiêm dưới da. Thì các bạn thấy đọc cái trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế về cái cấp cứu trong trường hợp bị sốc phản vệ đó, nó có cái phương pháp pha loãng ống tim hoặc là chúng ta dùng tiêm dưới da.
Đương nhiên là cái chất mà gây ra phá hồng cầu đường dân thì chúng ta không có dùng trực tiếp được qua đường tiêm tĩnh mạch rồi, phải không? Và trong trường hợp nếu chúng ta sử dụng bằng cái đường tiêm truyền, phân biệt ra giữa đường tiêm tĩnh mạch và đường truyền tiêm truyền nhé. Tiêm truyền á thì nó là một cái đưa với một cái tốc độ phù hợp để cho cái nồng độ trong máu nó tăng từ 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 lên, chứ chúng ta không thể nào đưa một cái ồ ạt được nha, ồ ạt được. Cho nên là cái nồng độ thuốc chúng ta sẽ rất dễ đưa vô cái CRS mình kiểm soát được. Tuy nhiên nó đôi khi thì nó lại gặp rất nhiều các trường hợp khác, ví dụ có thể thay đổi áp suất keo, áp suất thẩm thấu đồ, do bởi vì chúng ta đưa một cái lượng lớn đi vô, đúng không? Và những cái dung môi nó có thể làm cho cái nghẽn mạch động dịch, thì ở những cái hoạt chất dùng một cái lượng lớn giống vậy thì đó là cái tiêm tường tiêm truyền tĩnh mạch ha. Ngoài ra thì nó còn một số các đường ngoài tiêu hóa khác, ví dụ như là tiêm động mạch bây giờ nó hiếm, trong trường hợp chúng ta muốn gây tê một cái chi dưới gì đó, hay trong trường hợp nó đưa qua những cái màng bào tử, màng tương dịch, người ta định nghĩa những cái màng là những cái lớp chỉ có một lớp tế bào thôi, duy nhất nó rất mỏng, ví dụ như là màng bụng, màng phổi hay là cái màng khớp. Vậy như vậy thì người ta có thể đưa qua màng phổi nè, có thể tiêm qua cái màng khớp, và bằng những cái kỹ thuật hiện nay có một số các cái phòng mạch, một số các kỹ thuật họ tiêm trực tiếp vô khớp gối, tức là họ đưa thuốc qua qua cái màng khớp nha các bạn. Thì còn cái màng bụng này thì hiện nay người ta ít có xài, chỉ dùng ở trong cái nghiên cứu trên động vật thôi. Thuốc được hấp thu rất nhanh nhưng ở trên người thì nó dễ gây ra cái nhiễm trùng phúc mô đồn dân, hay nó gây dính màng bụng đồn dân, thì cái này hiện nay trên người người ta không có xài nữa, xài lắm. Ngoài ra nó còn một cái nữa là cái gây tê màng cứng, cái dùng trong cái gây tê tủy sống các bạn. Thì chúng ta đưa những cái thuốc gây tê, trong trường hợp hiện nay các bạn thấy đó là cái đẻ vô cảm, họ dùng cái thuốc gây tê để sản phụ nó vẫn tỉnh nhưng không phải dùng thuốc gây mê, cho nên là không ảnh hưởng tới cái thai nhi. Người ta sẽ phối hợp một cái thuốc gây tê với một cái thuốc giảm đau như là sulfentanil, còn cái thuốc thường hay dùng đó là bupivacaine, để họ chấm dứt cái thai kỳ và họ đem cái bé ra mà không cần phải sử dụng thuốc gây mê, sản phụ thì vẫn tỉnh. Thì đó là người ta gọi đó là cái gây tê, cái đẻ vô cảm bằng cái gây tê ha. Giờ còn cái đường còn lại người ta gọi đó là cái đường cho thuốc tại chỗ. Thì các bạn chú ý, cho thuốc tại chỗ có nghĩa là thuốc sẽ được vô trong cơ thể tại vị trí nó tiếp xúc, thì họ định nghĩa đó là cho thuốc tại chỗ. Thì trong đó cái đường lớn nhất là đường thấm qua da, vậy thuốc nó hấp thu qua đâu các bạn? Cái lớp keratin che hết toàn bộ phía bên ngoài, cho nên nhưng mà nó sẽ không có hình thành ở những cái lỗ chân lông ở bên dưới hoặc từ các cái tuyến bài tiết, cho nên là thuốc bôi ngoài da nó sẽ hấp thu qua các cái lỗ chân lông, khi nó xuống tới đây thì không còn cái lớp keratin nữa, hoặc là nó theo các cái tuyến bài tiết nó hấp thu vô, nó đi vượt qua cái lớp lipid màng mà không có cái keratin che. Thì đó là cái hấp thu thuốc qua da, cho nên khi sử dụng thuốc bôi ngoài da thì người ta báo là mình phải chà sát nó ra ha, mình phải chà ra cái diện rộng để nó làm trương nở cái lỗ chân lông, nó làm nở cái tuyến bài tiết, tuyến mồ hôi, để thuốc nó rớt vô trong đó nó mới hấp thu. Chứ còn cà chấm ở trên cái bôi da giống vậy, là ở trên da vậy thì nó không có hấp thu gì hết ha. Nó không qua được cái lớp keratin này. Cái đường cho thuốc tại chỗ đôi khi người ta cũng xếp vô bởi vì cái tính chất nó hấp thu thuốc tại vị trí nó cho thuốc, đó chính là cái đường hô hấp, đường mũi họng, hay là đường qua niêm mạc khí quản, cuống phổi, bì nô, phế nang, vân vân. Nó sử dụng cho những cái thuốc ở dạng hít hoặc là những thuốc ở dạng khí dục, nó đi thẳng vô. Và đôi khi thì người ta lại thấy sử dụng một số các trường hợp trong điều trị hen suyễn COPD, sử dụng các cái dạng bào chế qua cái đường này thì nó lại tránh được cái tác dụng phụ rất nhiều, bởi vì thuốc nó đem vô và nó hấp thu trực tiếp qua các cái hệ thống, cái đường niêm mạc của cái đường hô hấp nè, và nó cho cái tác dụng tại chỗ, rồi sau đó nó bắt đầu nó theo máu nó vận chuyển đến cơ thể để nó chuyển ra ngoài, như vậy thì nó giảm bớt cái tác dụng phụ rất nhiều. Các bạn sẽ thấy ha, cái Ventolin tức là cái salbutamol khi chúng ta cho uống thì nó sẽ đi theo cái đường tiêu hóa, nó hấp thu đến gan và nó bắt đầu nó chuyển hóa, thì trong quá trình đó nó sẽ mất một phần thuốc. Cái thứ hai, nó chuyển hóa tạo thành những cái chất gây ra cái phản ứng phụ,
mà khi sử dụng cái salbutamol các bạn thấy phản phụ đó là gì đó các bạn, là cái tim đập nhanh ha, đánh trống ngực đó và cái tay run. Nhưng nếu chúng ta sử dụng qua cái đường khí dung thì nó hấp thu ngay và nó làm giãn phế quản, đây nó tác dụng ở đây rồi, sau đó nó mới đi vô bên trong máu và nó chuyển hóa, nó thải ra, thì nó hạn chế rất nhiều được cái tác dụng phụ. Còn ở đây thì nó gây tác dụng phụ trước rồi mới bắt đầu nó vận chuyển lên phổi, nếu đường uống. Cho nên là trong một số trường hợp thì đường khí dung nó có sử dụng qua cái đường mà cho thuốc tại chỗ qua cái niêm mạc đường hô hấp, thì đôi khi nó lại giảm bớt được các tác dụng phụ, nhất là cho những cái thuốc điều trị hen suyễn, điều trị COPD được chưa? Các bạn sẽ thấy do nó sẽ có tác dụng trước khi nó được chuyển hóa để nó gây ra phản ứng phụ, còn cái kia thì nó lại gây ra phản ứng phụ trước rồi nó mới tạo ra tác dụng các bạn. Thì cái vừa sử dụng cái salbutamol này thì liều nó thấp hơn và như vậy nó lại càng giảm được hơn nữa cái tác dụng phụ, trong khi đó chúng ta sử dụng bằng đường uống thì cái tỷ lệ gây ra phản ứng phụ rất cao, rất cao. Những cái phản ứng phụ do cái viên salbutamol nó xảy ra như là run nè, hay là do cái hồi hộp tim đập nhanh đó, cái trống ngực, đánh trống ngực đó, thì nó đều có tỷ lệ cao hơn khi chúng ta sử dụng qua cái đường khí dung. Ra còn một số các cái đường cho thuốc khác nữa ha, các bạn, như là qua niêm mạc mắt nè, thì hai niêm mạc tiết niệu sinh dục, thì cái niêm mạc mắt hay cái niêm mạc tiết niệu sinh dục đó, ở cái niêm mạc mắt nó thì thuốc nó sẽ được hấp thu hoặc qua via qua kết mạc hoặc là qua giác mạc hoặc là qua kết mạc, thì tùy theo từng từng trường hợp ha. Còn nó qua niêm mạc tiết niệu sinh dục thì nó hấp thu qua cái những cái hệ thống đặc biệt khác, thì những cái đó chúng ta coi như là nó chỉ hấp thu đơn thuần tại chỗ thôi. Chỗ có một cái đường mà người ta không gọi là đường hấp thu, đó là cái đường thấm thuốc, họ gọi là đường thấm thuốc qua nhau thai, bởi vì trong một số các trường hợp thuốc nó lại được hấp thu vô trong bào thai ngang qua cái hàng rào nhau thai, nhưng trong số trường hợp nó lại là phân bố thuốc từ trong máu người mẹ qua cái máu của bào thai qua cái phân bố, nhưng trong số trường hợp nó lại là cái đào thải thuốc từ người mẹ, thay vì nó thải ra ngoài thì nó lại thải vô ở trong cái thai nhi, cho nên là người ta không có gọi đó là cái đường hấp thu đó các bạn, mà người ta gọi đó là đường vượt ngang qua hàng rào nhau thai hay thấm qua hàng rào nhau thai. Thì đây là cái đường mà cái thuốc nó đi vô trong cái thai nhi đặc biệt qua cái hàng rào nhau thai, cho nên cái đối tượng mà này phụ nữ có thai nó nằm trong đối tượng đặc biệt trong sử dụng thuốc, người ta không xếp vô trong những cái quy định thông thường ha, thông thường. Thì các bạn nhớ nhé, nó có thể bao gồm cả cái khuếch tán thụ động và cái vận chuyển chủ động để nó mang vô. Thì như phần hồi nãy chúng ta sẽ phân biệt một chút xíu về cái cách, phương cách cho thuốc, đường cho thuốc, còn cách cho thuốc là chúng ta đưa nó vô bằng một cái đường nhưng mà nhằm một cái mục đích như thế nào thì chúng ta gọi là cách cho thuốc. Thì cái cách cho thuốc thông thường khi các bạn sử dụng, thì nếu một cái thuốc mà qua cái đường không tim mạch thì gần như là nó bắt buộc phải trải qua bốn cái giai đoạn của một cái dự động học của một thuốc, đó là hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ. Còn đối với sử dụng cái đường tim tĩnh mạch hay là tim truyền tĩnh mạch thì gần như nó không có cái pha hấp thu ha, do mình đưa thẳng trực tiếp vô trong trong máu. Thì cái tùy theo cái tính chất, chúng ta có thể mượn một cái đường cho thuốc vô nhưng với điều kiện là chúng ta muốn thuốc hấp thu nhanh hay là thuốc hấp thu ở có thể kiểm soát được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để tạo ra một cái setup thì chúng ta phải sử dụng lặp lại để làm sao cho nó nằm trong cái cửa sổ trị liệu. Cho nên là mình vẫn có thể cho uống lặp lại, đúng không? Và chúng ta có thể cho tim tĩnh mạch lặp lại. Thì hay là chúng ta lại có thể truyền liên tục lên để nó giữ cái nồng độ nằm bình. Cái đường mà tiêm truyền thật sự bản chất của nó chính là quá trình sử dụng lặp lại gần như không có khoảng cách. Các bạn thấy ha? Cho nên là nếu có khoảng cách thì thuốc sẽ tăng lên giảm xuống, tăng lên giảm xuống để đi vô xe tết. Còn cái đường tiêm truyền liên tục chính là cái nó gần như là chúng ta lặp lại mà không có khoảng cách, cho nên cái nồng độ thuốc nó đi đi lên từ từ. Vậy thì khi sử dụng một cái
liệu pháp điều trị chúng ta có thể sử dụng bằng nhiều cái đường cho thuốc khác nhau với những cái phương cách mục đích cho một mục đích điều trị nào đó. Ví dụ chúng ta có thể là sử dụng lặp lại uống hoặc lặp lại tiêm. Có thể chúng ta sẽ sử dụng cái tiêm truyền liên tục mà người ta hay gọi đó là cái IVF, tức là đường tiêm truyền liên tục. Chúng ta đưa thuốc nó lên liên tục giống vậy. Và hoặc là chúng ta sẽ sử dụng với một cái liều rất lớn đưa vô ngay tức khắc các bạn để có hiệu quả ngay tức khắc. Chúng ta gọi là cái sử dụng cái liều nào, hay là cho một cái liều mà trong trường hợp này họ gọi là loading dose, tức là cái liều tải đó các bạn, liều tải hay liều nào. Có những cái thuốc do chúng ta đưa lên cái CS này tương đối lâu, nó phải truyền vô từ từ, mình cần ngay một cái liều lớn thì mình cho ngay một cái liều tiêm tĩnh mạch vô trong máu lớn thì nó sẽ có ngay tác dụng và sau đó nó thải ra từ từ lại, thì người ta gọi đây là IVB, tức là dùng cái liều nào. Cái chữ này là tiêm tĩnh mạch với một cái liều lớn, cái bô lớn, nó viết chỉ giống vậy. Nên, còn cái IVF là mình tiêm truyền liên tục, vậy thì cho một cái liều lớn vô nó sẽ giảm xuống giống vậy và sau đó thì mình tiêm truyền liên tục thì nó lại nâng lên, và cái đứa này đang giảm xuống, cái đứa này đang lên thì nó sẽ gặp nhau và nó nhanh chóng nó nâng lên ngay cái C đó. Được đó. Vậy thì chúng ta có ba cái cách cho thuốc nha, hoặc là lặp lại cho các đường, hoặc là dùng một cái liều tải IVB, hoặc là dùng tiêm truyền liên tục IVF nhằm cái mục đích gì đó. Thì mục đích điều trị của mình là mình muốn tìm nồng độ cao, thấp, nhanh hay là cái hiệu quả điều trị nó như thế nào đó. Thì chúng ta sẽ nhằm một cái mục đích điều trị. Tôi ví dụ này, để cho các bạn thấy. Sau này học tới cái phần chương kháng sinh, các bạn sẽ thấy tác dụng của kháng sinh thể nó mình học hôm trước rồi đó. Nếu cái nồng độ nó tụt xuống hơn ngưỡng MIC thì nó không còn cái kìm hãm con vi khuẩn nữa và vi khuẩn phát triển trở lại ngay. Nhưng đó là về nguyên tắc chung nhé. Nên các bạn thấy tính toán một cái liều kháng sinh người ta dựa vô cái liều nồng độ thuốc bỏ vô có nằm trên ngưỡng MIC của con vi khuẩn đối với kháng sinh đó hay không. Đúng không? Tuy nhiên không phải là cứ xuống tới đây thì nó hết tác dụng. Người ta lại nhận thấy có những cái kháng sinh khi nồng độ thuốc tụt xuống khỏi ngưỡng MIC rất lâu con vi khuẩn mới bắt đầu phát triển lên trở lại, tức là tái nhiễm trở lại. Nhưng có những cái kháng sinh khi tụt xuống khỏi ngưỡng MIC thì cái con vi khuẩn sẽ không kiềm chế được ngay tức khắc, nó phát triển lên tới đây. Thì cái khái niệm này người ta sẽ gọi đó là tác dụng sau kháng sinh BAE. Nữa trong chương kháng sinh chúng ta sẽ gặp, sẽ nghe nhắc tới đó. Vậy thì có một cái điều, có những cái kháng sinh gần như có BAE rất dài. Và tức là sau khi chúng ta dùng một liều thì sau một khoảng thời gian rất dài con vi khuẩn nó mới bắt đầu nó phát triển lên trở lại. Còn có những cái kháng sinh gần như không có BAE, cho nên là hệ tụt xuống đây thì là nó không kiểm soát được. Cho nên là đối những cái nhóm nó ảnh hưởng tới cái cách dùng, là đối với những cái nhóm có BA kéo dài này thì người ta sẽ dùng một cái liều rất cao, họ tiêm vô một cái liều duy nhất, tức là cái IVB đó, và họ sau đó thì họ lặp lại với một cái thời gian cách khoảng do cái bằng chứng y học cho từng loại người ta đã tính toán và họ vẫn kiểm soát được. Còn có những cái loại kháng sinh bắt buộc khi cho vô người ta không cho nó tụt xuống khỏi ngưỡng MIC bằng cách họ truyền liên tục lên để cho cái nồng độ nó sẽ cứ nằm hoài trên cái ngưỡng MIC giống như vậy. Thì các bạn sẽ để ý thấy nữa, nếu ai đã đi ở hồi sức tích cực rồi tới đó, các bạn sẽ thấy những cái tình trạng giống giống như vậy khi sử dụng. Thì aminoglycosid họ xếp nó vô trong cái nhóm thuốc này, tức là cái liệu pháp cái liệu pháp cổ điển trước đây họ dùng họ tiêm nhiều lần trong ngày, còn bây giờ thì họ dùng cái aminoglycosid mà họ tiêm một cái liều rất cao để khi cái nồng độ tụt xuống đây chỉ lần trong ngày thôi, và sau đó thì họ lặp lại sau một cái khoảng thời gian cách khoảng là bao nhiêu đó, chứ họ không cần thiết phải lặp lại nhiều lần trong ngày giống vậy, bởi vì cái mình sử dụng trong trường hợp này đó là cái IVB. Còn đối với cái nhóm beta lactam thì nó lại phụ thuộc vô cái thời gian, càng kéo dài cái thời gian nằm trên cái ngưỡng MIC càng dài chừng nào
thì cái thuốc nó càng có hiệu quả diệt khuẩn mạnh. Cho nên là người ta lại cho truyền để nó đi một cái liều nó vô, nó kéo dài dài, nó không cần cao, miễn nó trên ngưỡng MIC, nhưng nó càng kéo dài thời gian trên ngưỡng MIC càng lâu thì nó tác dụng càng mạnh. Ví dụ các bạn sẽ thấy carbapenem khi cho người ta truyền để làm sao cho cái thời gian của carbapenem nó nằm trên ngưỡng MIC của cái con vi khuẩn gây bệnh đó chiếm 20% trong cái tổng cái thời gian khi người ta bắt đầu lặp lại cái lần thứ hai. Ví dụ như là họ xài giữa hai cái lần truyền đó là 1 giờ, thì coi như là họ làm sao họ truyền cái carbapenem để nó chiếm 20% cái 1 giờ đó thôi thì là tác dụng tốt. Còn cefalosporin với penicillin thì tác dụng diệt khuẩn của nó sẽ diễn ra khi mình duy trì được cái nồng độ, tức là mình truyền làm sao để nó kéo dài cái thời gian khi mình sẽ lặp lại nữa, thì cái thời gian đó phải là chiếm ít nhất là từ 60, 70 hoặc 50% cái tổng thời gian. Nên là gần như các bạn thấy dùng liên tục đó. Chỗ này nè. Còn cái penicillin thì có thể nửa tiếng lặp lại chẳng hạn giống vậy, năm có thể là như vậy ha. Thì các bạn sẽ thấy vậy thì để điều chỉnh một cái sử dụng cái penicillin về sau trong cái dùng các cái beta lactam, thì các bạn thấy nhóm này là cái nhóm mà càng kéo dài thời gian nằm trên ngưỡng MIC càng tốt. Như vậy thì họ làm gì đây? Họ có thể tăng liều lên. Và khi tăng liều lên gấp đôi lên, double lên 2 gram nè, thì các bạn sẽ thấy nó kéo dài thêm được một cái khoảng thời gian trên ngưỡng MIC nhiều đây. Bây giờ họ lại tăng cái tần suất liều, tức là tăng lặp lại 1 gram 1 gram 2 lần trong ngày, thì họ kéo dài được một cái khoảng thời gian nằm trên ngưỡng MIC là nhiều đây. Bây giờ họ sử dụng cái đường truyền chứ họ không tiêm, thì khi truyền lên giống vậy cũng cái liều truyền là 1 gram thay vì tiêm 1 gram, thì các bạn sẽ thấy là nó thêm được một cái khoảng thời gian nằm trên ngưỡng MIC là nhiêu đây. Vậy bây giờ họ mới vừa tăng liều lên 2 gram mà họ vừa dùng cái đường truyền thì cái khoảng thời gian nằm trên cái ngưỡng MIC nó kéo dài hơn rất nhiều so với những cái giống vậy. Như vậy thì đối với cái beta lactam người ta có thể điều chỉnh bằng cách là vừa tăng liều mà vừa chuyển sang sử dụng cái đường truyền thì nó tốt hơn. Nên các bạn sẽ để ý thấy khi trong bệnh viện aminoglycosic fluoroquinolone thì cho nồng độ càng cao thì tác dụng diệt khuẩn càng mạnh, nên họ dùng một cái liều trong ngày lớn trong ngày. Còn cái beta lactam thì họ phải sử dụng truyền truyền và trong trường hợp cần điều chỉnh liều thì họ phải tăng liều lên và họ sử dụng đường truyền. Thì cái đó gọi là cái cách dùng thuốc các bạn, đường cho thuốc rồi cái người ta mới dùng cái đường cho thuốc đó, hoặc là lặp lại, hoặc là cái dùng IVB tức là đưa một cái liều lớn vô, hoặc là dùng cái tiêm truyền liên tục tức là IVF để nhằm cho một cái mục đích điều trị nào đó, thì người ta gọi đó là cách cho thuốc. Thì các bạn phân biệt được những cái này ha. Thì cần chú ý cái sử dụng cái đường cho thuốc, cái cách cho thuốc là nó phù hợp cho cái mục đích điều trị của chúng ta, và mỗi một cái lựa chọn nó đều có những cái ưu khuyết điểm riêng biệt. Và thậm chí như lúc đầu tôi có nói chuyển cái một cái hoạt chất sang một cái đường cho thuốc khác thì coi chừng hiệu lực tác dụng nó cũng khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như các bạn dùng cái magnesium sulfate để uống thì nó có tác dụng nhuận tràng không, nhưng chúng ta lại dùng cái dạng tiêm tĩnh mạch đó là cái magnesium chloride thì nó lại có tác dụng chống phù não, nó không phải tác dụng nhuận tràng. Khi chúng ta sử dụng đường tiêm thì cái muối magnesium chloride nó là chống phù não, còn nếu dùng đường uống thì dùng cái muối magnesium sulfate thì bây giờ nó lại có tác dụng nhuận tràng. Thì như vậy á, thì cái việc lựa chọn một cái đường cho thuốc, một cái cách cho thuốc nó phải là nhằm đáp ứng cho một cái mục đích điều trị gì đó, thì cái đó chúng ta phải cân nhắc trong cái phác đồ trị liệu để các bạn dùng ra khi sử dụng để hiệu quả điều trị. Nó có rất nhiều yếu tố chi phối nó các bạn. Nên là cái phần một chút xíu hôm trước tôi có nhắc với các bạn để phân biệt giữa cái được gọi là tương tác với giữa cái được gọi là cái tương kỵ, thì chú ý một chút xíu để khi các bạn học các chuyên luận về thuốc chắc là học phần cô Hoàng rồi, trong đó nó có nói metformin hay là cái gì đó, cái hormone nội tiết tố đó thì nó tương tác với cái gì, chẳng hạn như là cái methylprednisolone
là cái nhóm corticoid đó, thì nó gây ra tương tác rất nghiêm trọng đối với cái fluoroquinolone. Không? Thì chúng ta hiểu tương tác là cái gì và tương kỵ là cái gì ha. Là khi chúng ta sử dụng nhiều cái thuốc cùng một lúc với nhau cho một cái điều trị, một cái bệnh nhân họ có thể họ bị một cái bệnh nền, đó là huyết áp hay là bị đái tháo đường, nhưng bây giờ họ nhiễm trùng thì người ta lại phải cho các thuốc kháng sinh vô, vân vân. Vậy thì giữa những cái thuốc đó nó sẽ có tác động qua lại với nhau trong quá trình trị liệu khi chúng ta chỉ định cùng một lúc. Thì nếu hai cái thuốc đó mà nó diễn vô bên trong cơ thể và nó tạo ra tác dụng khi chúng ta phối hợp với nhau sử dụng thì người ta gọi đó là tương tác thuốc. Cho nên tương tác thuốc là những cái biểu hiện cho cái tác dụng của những cái thuốc dùng cùng một lúc với nhau khi chúng ta đã đưa vô và nó xuất hiện bên trong cơ thể. Tôi lấy ví dụ như là hai một cái thuốc này gây co mạch và một thuốc kia gây giãn mạch thì đó là cái tương tác. Hay là cái tương tác thì nó chia ra có dạng tương tác hiệp đồng hay là tương tác đối kháng. Hiệp đồng có nghĩa là hai cái thuốc đó dùng chung nó làm tăng tác dụng của một cái thuốc hoặc cả hai thuốc lên rất mạnh. Còn đối kháng có nghĩa là khi bỏ hai cái thuốc đó vô thì nó lại là so gắn nhau, tức là cái thuốc này nó sẽ làm mất hay giảm tác dụng của một thuốc kia thì người ta gọi đó là đối kháng các bạn. Thì đó là tương tác, và không phải lúc nào cũng là hiệp đồng là có lợi và cũng không phải lúc nào đối kháng cũng là có hại. Nên các bạn khi sử dụng thuốc chúng ta chú ý khi đi vô cụ thể từng cái chương một. Lấy ví dụ cả hai cái thuốc đó hiệp đồng đều dẫn đến làm tăng cái kali huyết lên, nhất là cái thuốc điều trị cao huyết áp thì đâu phải lúc nào cũng tốt. Nhưng nếu chúng ta dùng một cái thuốc đối kháng này làm giảm đi cái tác dụng phụ của một cái thuốc kia thì nó lại là trong trường hợp này đối kháng lại là có lợi. Và cái mà chúng ta nhớ đó là đối kháng là ở tương tác là cái diễn ra ở bên trong cơ thể. Còn cái tương kỵ là những cái phản ứng hóa học của hai cái nhóm thuốc hay phản ứng vật lý của hai nhóm thuốc mà nó gặp nhau trước khi chúng ta đưa vô bên trong cơ thể thì người ta gọi đó là tương kỵ nha. Tương kỵ ví dụ như là khi mình cho hai cái thuốc đó mình cùng một cái mượn một cái đường truyền dịch truyền để đem vô thì cái kháng sinh đó nó có thể kết tủa ngay trên cái với cái dịch truyền đó, các cái thành phần có trong dịch truyền và nó kết tủa ngay ở trên cái đường truyền. Hoặc là chúng ta dùng một cái ống bơm tim, cái mình bơm một cái thuốc vô mượn cái đường truyền để đem vô phải không, sau đó cái mình lấy cái ống tim đó mình rút một cái thuốc khác thì nó tủa ngay ở trên cái ống tim vô ngay. Thì cái đó người ta gọi nó là tương kỵ. Vậy thì nói hai cái thuốc gọi là tương kỵ với nhau thì chúng ta không được phối hợp chung trong một cái ống tim, không được dùng chung một cái ống tim, hoặc là không được mượn các cái đường truyền chung cùng một lúc. Còn hai cái thuốc tương tác thì chúng ta phải coi coi cái hậu quả nó gây ra, đó là đối kháng hay hiệp đồng mà người ta sẽ giải quyết nó. Thì hai cái đó bởi vì cái tác dụng nó đã diễn ra bên trong cơ thể. Thì các bạn phân biệt thêm một chút xíu ở chỗ đó giùm. Thì toàn bộ tôi đã cái trình bày với các bạn rồi ha. Thì những cái khái niệm này nó sẽ giúp cho chúng ta một cái phần nào đó để các bạn học các cái chương tới như phần của Hoàng đã trình bày hôm trước đó, thì các bạn sẽ tiếp cận một số các khái niệm về thuốc rồi. Thì bây giờ phần dự động học người ta mô tả như vậy, trong phần cơ chế ví dụ nó nói là cái hormone nội tiết tố đó nó tác dụng, cơ chế của nó là do theo tác dụng trên receptor nội bào hay là receptor nhân tế bào. Vậy thì người ta hiểu cái cơ chế của thuốc tác dụng qua cái receptor nhân tế bào là cái gì thì nó nằm trong bài số 3. Còn bây giờ cái bài số 2 giải thích về dự động học thì các bạn học rồi đó, nó mô tả corticoid được hấp thu chính yếu qua đường nào, phân bố ở đâu, chuyển hóa bởi cái gì và thải ra cái bằng cái đường nào, thì đó là phần dự động học. Và nó sẽ được giải thích những cái phần cụ thể một chút ở trong cái bài số 2. Như thì bài số 2 và bài số 3 nó cung cấp cho các bạn khái niệm về cái dược động học và dược động học của một thuốc, cho nên nó đi độc lập hoàn toàn với các cái chương thuốc khi chúng ta học về sau. Cho nên là từ đây về sau thì bộ môn họ sẽ lên lớp từ từ họ dạy với các bạn, họ trình bày với các bạn các chương thuốc đặc trị.
Rồi sau đó thì thỉnh khi các bạn đã có một số các kiến thức nhất định về một số thuốc thì họ sẽ xếp tôi chen chen vô đó để dạy, giải thích lại về ý nghĩa của các dược động học, hoặc là trình bày cái cơ chế tác dụng của thuốc. Ví dụ như bây giờ tôi nói cái thuốc đó tác dụng theo cái cơ chế, theo cơ chế là receptor nhân tế bào. Các bạn chưa có học cái học môn theo cơ chế thì các bạn cũng đâu có biết cái nhân tế receptor, cơ chế theo nhân tế bào là cái gì. Nên nó sẽ là bổ sung qua lại với nhau. Vậy thì từ đây về sau các bạn cứ học các cái chương trị liệu, và cứ lâu lâu tôi sẽ được chen vô để tôi giải thích lại cái ý nghĩa để các bạn hiểu rõ thêm hơn về dược động học, về cơ chế của một thuốc. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ học về dược lý để nó bổ sung vô từ từ kiến thức. Thì đó là những cái khái niệm chung đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn, khá là dài dòng và nhiều lắm hết các bạn. Mà rất tiếc là chúng ta chỉ có học trong suốt 4 5 năm gì của các bạn chỉ có một 30 mấy tiết giống vậy thôi. Cho nên là các bạn phải bổ sung thêm rất nhiều ha, đọc thêm rất nhiều, nhất là về phần cơ chế và về phần dược động học để tính toán cái liều lượng dân đó. Vậy thì còn bữa nay mình có 4 tiết phải không? Còn khúc sau chúng ta nghỉ 15 phút đi. Khúc sau thì tôi sẽ đi vô giới thiệu các bạn trước một ít về cái dược động học nha. Rồi học tới đâu thì mình cứ ngưng tới đó. Rồi các bạn lại quay ra học các cái chương thuốc đặc trị, thì những cái khái niệm nào về dược động học, về cơ chế của thuốc thì chúng ta sẽ bắt đầu chen 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 vô giải thích từ từ nha. Thì đó là cái tôi muốn để nói với các bạn, để các bạn nói ủa tại sao mà lại bỏ dở những cái phần của tôi. Nó sẽ có những cái phần các cái chương đặc trị các bạn phải hiểu có những nhóm thuốc nào tác dụng nó làm sao sao thì mới giải thích được dược lực học với dược động học được. Rồi mình nghỉ 15 phút nha. Rồi sau đó tôi sẽ trình bày với các bạn về chúng ta đi vô cái phần một số các khái niệm cơ bản nữa về dược động học để giải thích cho các cái chương đặc trị. Còn có ai có hỏi gì đó thì cứ ghi ở trên cái hộp chat, hoặc là các bạn sẽ cứ mở lo mà hỏi.